Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 214. Kẻ trào phúng tức khắc ngẩn ra, chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ cậu ta đã tìm hiểu xong? Không thể nào, mấy chục nghìn năm nay không có ai thành công, tại sao cậu ta có thể thành công? Cậu ta là ai? Những người còn lại cũng ngơ ngác, có kẻ la hét xong ra ngoài, thành công, có người lĩnh ngộ xong chuyên thừa rồi. Lời này vừa được nói ra, Nhân Vương và đám người Phương Tất Viễn giật mình lao vào trong đại điện, mà Ngô Bình thì lại chẳng hề nhìn họ. Nhân Vương Du Thành Ngô túm lấy một người, lớn tiếng hỏi, ai đã mở cánh cửa này? Người nọ ngơ ngác, là một công tử mặc áo choàng màu lam. Phương Tất Viễn sợ điếng người, là cậu ta, là Ngô công tử. Cậu ta lĩnh ngộ được rồi. Phương Lập cũng theo vào, nhìn cánh cửa mỉm cười, ông ta biết Ngô Bình sẽ thành công mà. Du Thành Ngô có biết sau cánh cửa này là gì không? Trong mắt Phương Tất Viễn đều là sự hâm mộ, là tài nguyên cho Tam Thánh lưu lại với Cấm Thiên Thần Công. Du Thành Ngô cười ha hả, cậu em Ngô đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Lúc này Ngô Bình đã tiến vào cánh cửa không gian, cậu thấy ba bóng người đang đứng cách đó không xa, nhìn cậu mỉm cười. Cậu biết ba người này là ba vị thánh nhân của Tam Thánh Tông. Cậu vội hành lễ, vãn bối ra mắt thánh nhân. Người đứng giữa lên tiếng, ba người chúng ta nghiên cứu bút ký của Thánh Hoàng, tu luyện công pháp của Thánh Hoàng, biết sức mạnh của Thánh Hoàng không phải là thứ đơn giản. Ba người chúng ta cho rằng ban đầu có cơ hội tìm hiểu, thêm việc tu vi thấp nên lại càng dễ tìm hiểu. Thánh nhân bên trái nói, cậu có thể tới đây thì chứng tỏ có thể cảm ứng được sức mạnh cấm thiên. Hiện tại chúng ta sẽ truyền cho cậu cấm thiên thần công đầy đủ, coi như tặng luôn tài sản tích lũy cả đời của ba người chúng ta, mong là cậu có thể trở thành đại thánh hoàng mới nhất. Dứt lời, ba thánh nhân hóa thành ba tia thánh quang, lao vào trong đầu Ngô Bình. Một giây sau, trong đầu Ngô Bình có thêm rất nhiều tin tức, trong đó có nội dung cấm thiên thần công, cũng có bút ký và công pháp tu luyện của Thánh Hoàng. Ngay sau đó, một chiếc nhẫn xuất hiện trong tay Ngô Bình, cậu mở ra xem thì thấy trong nhẫn có lượng lớn thánh thủ, có chừng khoảng 1000 tỷ. Ngoài ra còn có ba món thánh khí, theo thứ tự là một thanh kiếm, một cái thuẫn và một cây thương. Ba món thánh khí đều là do Thánh Vương luyện chế, là thánh khí cấp chúa tể, uy lực tất nhiên không phải chuyện đùa. Ngoại trừ thánh khí còn có 8 miếng thánh phù, cũng là do Thánh Vương luyện chế, bùa chú cấp chúa tể, có tác dụng to lớn. Ngoài những thứ này, thứ thu hút Ngô Bình nhất là một bộ sách cổ, phóng ra hơi thở Thánh Hoàng mãnh liệt. Cuốn sách này là di vật của Thánh Hoàng, uy lực vô song, chỉ có khi nắm giữ sức mạnh cấm thiên mới có thể học tập nội dung bên trong. Ngô Bình biết những thứ này không tầm thường, lập tức cất đi, sau đó cúi đầu với không khí coi như cảm ơn truyền thừa của Tam Thánh. Sau đó cậu ra khỏi cánh cửa, xuất hiện trước mặt mọi người. Thấy Ngô Bình đi ra, Du Thành Ngô cười to, cậu em, chúc mừng cậu nhận được truyền thừa. Phương Tất Viễn vội nói, cậu Ngô, Tam Thánh Tông do Tam Thánh sáng lập, cậu đã tìm hiểu được tuyệt học của Tam Thánh thì nên ở lại đây một thời gian. Phương Lập hiểu tính em họ mình nên truyền âm, chủ nhân, trong lòng Phương Tất Viễn không yên, hắn giữ cậu lại nhất định có âm mưu. Không sao. Tôi cũng muốn xem thử ông ta có mưu đồ gì. Lúc này Ngô Bình cười nói, trưởng lão nói đúng, tôi sẽ ở lại Tam Thánh Tông một khoảng thời gian. Sau đó Du Thành Ngô cũng rời đi, Ngô Bình và Phương Lập ở lại Tam Thánh Tông. Ngô Bình được sắp xếp ở trong một đình viện yên tĩnh, còn có 2 tỷ nữ phục vụ. Lúc này Ngô Bình còn chưa hoàn toàn thấu hiểu cấm thiên thần công, cậu định mượn dùng cơ hội này để tu luyện. Tin có người đã lĩnh ngộ được cấm thiên thần công truyền đi nhanh như gió, không chỉ Nhân Vương các nơi bị kinh động mà ngay cả mấy vị chúa tể cũng sai người tới hỏi về Ngô Bình. 2 ngày liên tục, Phương Tất Viễn cũng không tới quấy rầy Ngô Bình, tới sáng ngày thứ 3, hắn ta mới tới cầu kiến. Vừa thấy mặt, hắn ta đã cười nói, cậu Ngô, mấy người đứng đầu Tam Thánh Tông đã bàn bạc, quyết định đề cử cậu lên làm tông chủ. Tin tức này làm Ngô Bình thấy bất ngờ, đề cử mình làm tông chủ. Phương Lập nghe xong thì đoán ra mục đích của đối phương, chủ nhân, Phương Tất Viễn còn chưa thể hoàn toàn kiểm soát Tam Thánh Tông, hắn làm vậy là để mượn dùng sức ảnh hưởng của chủ nhân nhằm trở thành kẻ nắm quyền của Tam Thánh Tông, sau đó hắn sẽ đối phó chủ nhân. Ngô Bình, ông nghĩ tôi nên làm sao? Phương Lập, đồng ý với hắn. Ngô Bình, sau đó. Phương Lập, chủ nhân thành tông chủ rồi có thể đề bạt tôi từng ở Tam Thánh Tông nhiều năm, cũng coi như là người có địa vị ngày xưa. Có tôi,
chủ nhân có thể dễ dàng nắm giữ tông môn, bài trừ đám Phương Tất Viễn ra ngoài. Ngô Bình, không cần phiền toái như vậy, tôi trở thành tông chủ rồi sẽ trực tiếp bãi nhiệm chức vụ của ông ta rồi chuyển sang cho ông. Phương Lập, làm vậy sẽ dễ khiến lòng người bất an. Tam Thánh Tông có căn cơ thâm sâu, trong tông có nhiều cao thủ, chủ nhân nên mượn dùng năng lực của họ. Ngô Bình, Phương trưởng lão, tôi chỉ là người ngoài, có lẽ không nên làm tông chủ của các người. Phương Tất Phiến cười nói, công tử, cậu là thiên tài lĩnh ngộ cấm thiên thần công, tương lai không chừng sẽ trở thành chúa tể. Cậu làm tông chủ thì ai cũng chịu phục, còn nữa, năm trưởng lão nghị sự chúng ta đều là chẳng ai nể ai, vậy nên vị trí tông chủ mới để trống nhiều năm. Ngô Bình, vậy cũng được, tạm thời tôi thử vậy. Phương Tất Phiến mừng rỡ, mời tông chủ. Ngô Bình được mời tới một đại điện, trong đại điện có hơn 30 trưởng lão đang ngồi, ngay cả Du Thành Ngô cũng có mặt. Họ thấy Ngô Bình tới thì đứng lên chào hỏi. Phương Tất Phiến, cậu Ngô, để tôi giới thiệu một chút, bốn người này là trưởng lão nghị sự của Tam Thánh Tông giống ta. Chuyện lớn của Tông đều do năm người chúng ta quyết định, dưới chúng ta là 12 vị thượng trưởng lão, bản thân từng người đều phụ trách vài công việc cụ thể. Phương Tất Phiến giới thiệu từng người với Ngô Bình, những trưởng lão nghị sự này có tu vi hiền giả, thượng trưởng lão thì có hiền giả lẫn cửu biến. Thực lực tổng thể của Tam Thánh Tông mạnh hơn bên Nhân Vương một chút. Ngô Bình có thể nhìn ra được những trưởng lão này rất kính trọng mình, coi mình là chuyên nhân của Tam Thánh, trong lòng đánh giá cao về cậu nên bằng lòng đề cử cậu lên làm tông chủ. Du Thành Ngô cũng cười, tông chủ, nói nữa thì ta cũng là đệ tử của Tam Thánh Tông, chuyện của tông môn cũng là chuyện của tai. Ngô Bình gật đập kính. Anh Du, tôi đây từ chối thì bất. Cứ vậy, Ngô Bình chấp nhận đề nghị của mọi người. Trở thành tông chủ sau mấy trăm năm để chống của Tam Thánh Tông. Tham kiến tông chủ. Phương Tất Phiến là người đầu tiên quỳ xuống, sau đó tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, chính thức hành lễ với tông chủ. Rồi các vị trưởng lão tiến lên báo cáo tình hình, họ phụ trách những lĩnh lực khác nhau, khi ai báo cáo, Ngô Bình cũng đều nghe cẩn thận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thời đó, Phương Lập cũng là một trưởng lão nghị sự. Nhưng mà sau đó đột nhiên mất tích, cả tông đều cử ra rất nhiều người điều tra. Đáng tiếc, họ vẫn không nhận lại kết quả gì. Phương Lập nhẹ nhàng gật đầu, đảo mắt nhìn vài vị trưởng lão nghị sự nói, chúng ta đã lâu rồi không gặp nhỉ, U trưởng lão, Mã trưởng lão, Điều trưởng lão, Tôn trưởng lão. Mấy vị trưởng lão nghị sự nhìn thấy thế tưởng mình đang mơ hỏi, mấy năm qua, ông đã đi đâu đấy Phương trưởng lão? Phương Lập dừng ánh nhìn Phương Tất Phiến. Nghiến răng nói, thời đó ta sắp đột phá, nhưng tất cả bị Phương Tất Viễn là em họ của ta làm hại đến mức thân tử đạo tiêu. Cũng may ta còn may mắn có cơ duyên tình cờ bước vào tiên giới, chứ không đã là người chết từ lâu rồi. Phương Tất Viễn nhìn Phương Lập giật mình, vẻ mặt cũng trắng bệch đến xấu xí. Vài giây sau đó, hắn ta mới thốt lên chất giọng âm u của mình, ông có gì để chứng minh, bản thân là Phương Lập không? Phương Lập nghe thế chẳng chút hốt hoảng. Nói, muốn ta chứng minh thân phận thì quá dễ. Ông ta chỉ vào cây cột trong điện nói, ta đã sai người sơn cây cột này, bên trên có một hàng chữ do trẻ con viết. Đó là tác phẩm do cháu trai của Mã trưởng lão tạo nên. Mã trưởng lão là một ông lão râu bạc trắng, nhưng hình như ông ta cũng không biết có chuyện này. Vì vậy, sau khi ông ta nghe Phương Lập nói xong vội vàng vung tay lên. Nước sơn trên cây cột cũng bong ra từng mảng, để lộ một hàng chữ. Cháu trai của Mã trưởng lão đam mê thơ từ và rất thích viết chữ, vậy nên ông ta vừa liếc đã nhận ra ngay. Ông ta vừa thấy hàng chữ này, đã thốt lên, đây chính là tác phải mà cháu trai của ta đã để lại. Phương Lập lại nhìn vào một người khác, chắc nam trưởng lão còn nhớ, hồi đó chúng ta cùng đuổi giết một cường giả dị tộc, rồi ta chắn cho ông một đao chứ. Nam trưởng lão là người có râu đen mặt tròn, đôi mắt to tròn. Ông ta nghe vậy lập tức gật đầu, nói, đúng vậy. Nhất đao kia chém trúng vai trái của anh Phương, mà cũng may có bảo giáp hộ thân nên không nặng lắm. Phương Lập lại nhìn tôn trưởng lão nói, ngày con của tôn trưởng thành thân, ta đã đưa lễ vật đến. Người ngoài không biết, nhưng chắc ông nhớ rõ nhỉ. Tôn trưởng lão gật nhẹ đầu, đương nhiên. Phương Lập nói tiếp, đó là một quyển kiếm phổ, do ta nhận được bằng dịp tình cờ. Một vị cổ thánh sáng chế ra quyển sách này, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Tôn trưởng lão lập tức trả lời, đúng vậy. Phương Tất Phiến hừ lạnh châm biếm, chỉ có mấy chuyện này thôi, không thể nào chứng minh ông là Phương Lập được.
có thể do ông đã hại chết Phương Lập, hút lấy ký ức của ông tan. Phương Lập cười lạnh cãi lại, tuy có thể hút ký ức của người khác, nhưng dấu vết thần hồn không thể nào hấp thụ được. Tam Thánh Tông có hồn đèn của ta, cầm đèn đế đây. Tôn trưởng lão lập tức cử người đi làm, mau cầm hồn đèn của Phương Lập trưởng lão đến đây. Trong Tam Thánh Tông, cứ nhân vật nào quan trọng thì có một chén hồn đèn. Hồi đó, Phương Lập gặp chuyện nên hồn đèn đã có hiện tượng gần như sắp tắt trụi, nhưng nó vẫn đốt ánh sáng loe loét. Nếu hồn đèn gặp lại chủ nhân, nó có thể thắp lửa lên lần nữa, tuy vậy chỉ có người thật mới có thể giúp hồn đèn của bản thân bùng lửa lại. Vẻ mặt của Phương Tất Viễn tái mét đi, biết vậy nhưng ông ta cũng không thể cản lại. Không bao lâu sau, có người bưng một chén hồn đèn đến. Chén hồn đèn kia chỉ nhỏ bằng hạt gạo, ánh sáng mờ nhạt đi chút chẻo, chứng minh chủ nhân của hồn đèn đang ở trong tình thế rất nguy hiểm và có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Phương Lập đến chỗ hồn đèn, thần niệm quẩn quanh trên ngọn tim đèn. Ngọn lửa đang cháy loe lói lập tức bùng lên cao nửa thước, nở rộ chói lóa. Chính xác rồi, ông là Phương trưởng lão, tất cả các trưởng lão đồng thanh reo lên. Phương Tất Viễn ngược lại, lạnh lùng nói, mấy năm nay Phương Lập ông đã tự ý rời khỏi Tam Thánh Tông một mình, vậy cuối cùng ông đi đâu? Phương Lập cười khinh hỏi lại, chẳng lẽ, ta đi đâu Phương Tất Viễn ngươi không biết à? Lúc trước, người canh mẹ ám sát ta để cướp lấy công pháp thần hữu thánh vào lúc ta yếu ớt nhất. Cũng may ta dùng cách thoát khỏi đó, chứ không đã bị chết oan lâu rồi. Ông rời đi lâu lắm rồi, nên không còn là trưởng lão nghị sự nữa đâu Phương Lập. Thay vào đó, ta mới là người đó đấy, Phương Tất Viễn lạnh lùng nói. Sau đó, hắn ta nói với vài vị nghị sự trưởng, các vị trưởng lão, ta thấy Phương Lập này có công pháp. Chỉ bằng, chúng ta hợp sức bắt đối phương lại rồi hỏi nhặt được công pháp ở đâu, trong hoàn cảnh thế nào. Ngô Bình nói, Phương Tất Viễn đã lập kế, hại trưởng lão nghị sự. Còn không mau nhận tội làm đúng theo pháp luật à. Du Thành Ngô lập tức bực giọng khi thấy Ngô Bình Vân giữ vững lập trường của mì, bổn vương ở đây, người dám làm cản à Phương Tất Viễn. Các trưởng lão nghị sự biết rất rõ về con đường phát triển của Ngô Bình rất rộng lớn, có thể làm chúa tế trong tương lai, thậm chí, là thánh hoàng. Người như vậy trên thế giới còn đáng quý hơn công pháp mạnh mất bởi vậy dù là chuyện riêng hay chung, họ sẽ đứng nép bên cạnh. Ngô Bình, giữ vững sự trung lập của mình. Tôn trưởng lão nói, Phương Tất Viễn, ông có biết tội. Nam trưởng lão, Phương Tất Viễn, bây giờ ông nhận tội thì còn đường sống. Điền trưởng lão, không sao, Phương Tất Viễn, nể tình đồng môn nhiều năm, tôi có thể cầu xin tông chủ cho ông, nhưng phải phối hợp mới được. U trưởng lão cũng nói như thế. Thấy mọi người, ngay cả tông chủ cũng đối đầu với mình, Phương Tất Viễn cười lớn, cùng lắm thì tôi rời Tam Thánh Tông thôi, các người có thể làm khó được tôi sao? Ngô Bình duỗi tay lấy ra một thánh phù chúa tể, giao cho Mã trưởng lão, trầm giọng nói, Mã trưởng lão, bắt lấy Phương Tất Viễn. Thực lực của Mã trưởng lão xấp xỉ Phương Tất Viễn, trong tay có thêm tấm bùa chúa tể này thì thực lực hoàn toàn đè ép đối phương. Vâng. Nhận lấy tấm bùa, Mã trưởng lão lập tức kích hoạt tấm bùa, quanh thân tỏa ra hào quang, đằng sau xuất hiện ảo ảnh chúa tể, khí thế đáng sợ, khiến mọi người cứng đờ. Phương Tất Viễn lộ ra vẻ sợ hãi, tức giận nói, dám vận dụng bùa thánh vương à? Ta cũng có. Dưới chân hắn ta đột nhiên xuất hiện quầng sáng, ánh sáng bao phủ hẳn ta, muốn thoát khỏi hiện trường nhưng Mã trưởng lão đột nhiên đánh ra một tia sáng. Tia sáng nổ tung, Phương Tất Viễn phun ra máu. Cánh tay trái bị nổ tan tành. Mã trưởng lão lạnh lùng nói, Phương Tất phía bùa kia của ông là do bán bộ thánh vương luyện chế, sao có thể so với sát phù chúa tể chân chính. Quỳ xuống. Ông ta vừa dứt lời, sát khí đáng sợ tỏa ra, sắc mặt Phương Tất Viễn tái nhợt, hắn ta nhìn Ngô Bình, tông chủ, từ ban đầu ta đã rất ủng hộ tông chủ. Phương Lập lạnh lùng, Phương Tất Viễn, tông chủ là chủ nhân mà ta đã nhận ở tiên giới. Tài năng của cậu ấy vượt ngoài tưởng tượng của ông. Phương Tất Viễn phun ra một hơi rồi cúi đầu. Du Thành Ngô ném ra sợi dây thừng, trói chặt Phương Tất Viễn. Điền trưởng lão, Phương Tất Viễn tàn hại trưởng lão nghị sự, tội ác tày trời, nên giết, toàn bộ gia sản đều thuộc về trưởng lão Phương Lập coi như bồi thường. Nghe thế, Phương Tất Viễn nhắm mắt. Ngô Bình, các vị, Phương Tất Viễn bị trừng phạt đúng tội nhưng thế lực quá lớn, sau đó còn cần các vị trưởng lão phối hợp. Đồng thời ta cũng đề nghị để Phương Lập khôi phục chức trưởng lão nghị sự. Mọi người tất nhiên cũng đồng ý, vì thế Phương Lập lại thành trưởng lão nghị sự.
Kế tiếp mọi việc cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều, các di gạch dưới vị trưởng lão cùng nhau quyết định. Ngô Bình tới một khu phòng ở rất lớn, đây là nơi sinh sống nhiều năm của các tông chủ, mà mấy trăm năm đã không có ai ở nhưng nó vẫn thường được quét tước cẩn y thận, hoàn cảnh không tệ. Ngô Bình lập tức cảm nhận được nguồn sức mạnh cấm thiên đang ồ ạt đổ vào cơ thể mình, cậu bắt đầu tham lam hút lấy sức mạnh cấm thiên này. Thậm chí, ngay cả hai đại cấm thần cũng bắt đầu hấp thu. Do sức mạnh cấm thiên đã tăng lên gấp 10.000 lần rồi, cho nên tốc độ hấp thụ nó vào cơ thể cũng tăng cao gấp mấy nghìn lần. Trong khi sức mạnh cấm thiên trong cơ thể của cậu đã đủ nhiều, thế chất của Ngô Bình bắt đầu thay đổi. Nhờ đó mà cơ thể của cậu dễ dàng thích nghỉ với sức mạnh cấm thiên hơn. Trước đây, cậu chỉ có thể cảm nhận được hai phần sức mạnh cấm thiên, chứ không phải là toàn bộ. Bây giờ, thế chất đã tăng cao lên nên, dần dần cậu đã cảm nhận được 3, 5, 8 phần. Tốc độ tăng một cách thật thần kỳ. Sau 3 ngày, thể chất của Ngô Bình đã thay đổi rất nhiều. Dù là cơ thể cậu hay là cấm thần, tất cả đều tràn đầy sức mạnh cấm thiên. Đồng Thọ U cũng đã lĩnh ngộ được hai phần về sức mạnh này, nhờ đó bây giờ cậu có thể sử dụng hết năng lực ghê gớm của sức mạnh cấm thiên. Sau 3 ngày, Phương Lập cũng đã hoàn thành xong việc nhận chức vụ trưởng lão nghị sự, thay thế vị trí của Phương Tất Viễn mãi mãi. Ngược lại, cuối cùng ông ta không giết Phương Tất Viễn, chỉ phế tu vi của hắn ta đi và giam suốt đời. Còn những đời sau của Phương Tất Viễn, cũng là thành viên của Phương gia, cho nên Phương Lập chỉ tịch thu tài sản và đuổi khỏi Phương thị. Hôm nay, Phương Lập đến đây để chào hỏi. Bây giờ, chủ nhân đã là tông chủ của Tam Thánh Tông. Tuy chủ nhân được cấm thiên thân công đã đủ tư cách ngồi ở vị trí đó rồi, nhưng nếu cậu muốn các trưởng lão và đệ tử dưới trướng phục thì vẫn phải tích chút công đức. Ngô Bình biết, Phương Lập khuyên như thế thì chắc chắn đã chuẩn bị trước một kế hoạch rất hay rồi. Nên cậu cười nói, ông nói xem, tôi nên làm gì? Phương Lập thưa, chuyện đáng tiếc duy nhất của Tam Thánh Tông là, chưa từng xuất hiện hiện thánh nhân trong tông. Nếu chủ nhân có thể dạy dỗ, đào tạo ra một thánh nhân thì lúc đó Tam Thánh Tông đã có thể trở thành tông lớn và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn. Ngô Bình gật đầu, nhưng muốn đạt được thánh nhân rất khó khăn, vậy lão Phương ông có chắc chắn về kế hoạch này không? Phương Lập lắc đầu, khoảng cách cảnh giới của tôi với thánh cảnh còn khá xa, bây giờ người thích hợp nhất chỉ có Mã trưởng lão. Năm đó, tư chất của Mã trưởng lão đã vượt qua tôi rồi nhưng ông ta chỉ thiết cơ hội để thể hiện. Vậy nên, cơ hội này cũng nhờ chủ nhân cho ông ta. Ngô Bình hỏi lại, cơ hội gì? Phương Lập lại nói, từ hiền giả tăng lên thánh nhân phải nhận một lần thánh kiếp. Thánh kiếp vô cùng nguy hiểm, có thể nói rằng có 9 đường chết mà chỉ có một con đường sống. Tôi thấy Mã trưởng lão cũng có chút cơ hội thành công, nhưng ông ta cũng chỉ mới 3, 4 phần. Thế nên ông ta vẫn luôn không dám đột phá lên cánh cửa kia, bởi vì ông ta sợ thánh kiếp. Ngô Bình hiểu được ý của cậu, hỏi lại, ông đang hy vọng tôi có thể giúp ông ta loại bỏ nỗi sợ hãi đó à? Phương Lập gật đầu nói, chủ nhân đại khí vận phù hộ nên con đường tương lai sẽ rất sáng lạng. Ngô Bình suy nghĩ lại bật cười nói, ông có nói nữa, cũng chả có tác dụng gì nhiều. Tôi sẽ luyện thêm một loại đan nữa, để giúp ông ta vượt qua kiếp nạn này. Phương Lập sợ hãi lắp bắp hỏi, chủ nhân có thể luyện ra đan dược chống đỡ được thánh kiếp sao? Ngô Bình gật đầu, tôi biết có một loại tên là thánh kiếp đan, nhưng bây giờ tôi không thể luyện được, cần đến phải thỉnh giáo sư phụ của tôi trước đã. Theo lời kể lại của một vị tiền bối, thì thánh kiếp đan có thể đỡ được thánh kiếp. Có nó rồi, người thánh kiếp sẽ được tăng cao khả năng sống sót hơn. Phương Lập nghe thế sốc không nói thành lời, một lát mới lẩm bẩm, nếu như đan đó ra đời, thì thánh nhân của nhân tộc sẽ tăng lên thật nhiều chỉ trong một đoạn thời gian thôi đấy chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy, nhưng muốn luyện cái đan này cần có sức mạnh riêng biệt như sức mạnh cấm thiên. Tuy thế giới này từng xuất hiện thánh hoàng, chỉ là tiếc thay hai vị đó không phải đan sư, nên loại đan này vẫn luôn tồn tại trong lời bàn tán thôi. Phương Lập mừng rỡ đến mức tốc độ đập của tim cũng tăng nhanh hơn. Ông ta hỏi tiếp, vậy cơ hội luyện thành công loại đan dược này lớn bao nhiêu thưa chủ nhân? Ngô Bình tiếp tục mượn đại trận cấm thiên để tu luyện, trận này tiêu hao tài nguyên vô kể. Chỉ vận khí trong một canh giờ thôi, Ngô Bình đã phải tiêu trên chục tỷ thánh thủ, tính ra một ngày cậu phải dùng hơn 100 tỷ thánh thủ đấy. May là cậu có một ít tiền dư, thêm vào đó nguồn lực hùng hậu từ Tam Thánh Tông. Và lại, cậu vừa mới cướp nhà của Phương Tất Viễn. Tính ra số tiền trong đó cũng đủ cho cậu tiêu một đoạn thời gian nữa.
Đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua, dưới sự cải tạo của sức mạnh cấm thiên, cơ thể Ngô Bình đã hiểu biết về nó được 9 phần. Cấp bậc này đã đủ cho cậu thử luyện thánh kiếp đan. Trong thời gian tu luyện một tháng vừa qua, cậu cũng đã tu luyện được một ít chiêu thức tuyệt thế do Thành Hoàng còn để lại. Hôm nay cậu và vài người trưởng lão nghị sự gặp, mặt rồi lại quay về học viện. Tại học viện Kim Long, vườn thuốc. Từ ngày Ngô Bình rời đi đã hơn một tháng rồi, dược lão không tìm thấy ai giúp ông ta dạy dùm nên tâm trạng vô cùng khó chịu. Mỗi ngày, ông ta đến lớp học lại mảng chửi học trò. Dược lão vừa nhìn Ngô Bình quay về mà hai mắt tỏa sáng, cười nói cuối cùng Tiểu Bình cũng quay về rồi. Chuyến đi lần này của con, thu hoạch gì vậy? Ngô Bình gật đầu rồi kể về Tam Thánh Tông. Dược, lão gật đầu, sau khi nghe xong rồi hứng thú nói, tốt lắm, ta cũng biết về bộ cấm thiên thần công, nhưng hơn 10.000 năm qua đi rồi chẳng ai luyện thành công nó. Mà con thành công được, đúng là không hổ đệ tử của ta. Ngô Bình nói, con muốn thử luyện thánh kiếp đan, nhưng sự hiểu biết của con về đan dược còn thấy, nên cần sư phụ giúp đỡ. Dược lão vừa nghe xong đã run lên. Đương nhiên ông ta biết về thánh kiếp đan và thậm chí trước đây, ông ta cũng đã thử luyện rất nhiều lần mà, mỗi lần đều thất bại, người nào muốn luyện loại đan này ra thì cần phải đạt cấp thánh hoàng mới kiểm soát được sức mạnh cấm thiên. Sức mạnh cấm thiên mà con đang nắm giữ là bao nhiêu? Ngô Bình bật cười, sức mạnh cấm thiên là do thiên cấm phóng ra ngoài, tạm thời con chỉ có thể hiểu được. 9 phần, nhưng con không giống thánh hoàng, bởi vì khi ta sử dụng đầy đủ thiên cấm, thì lại không bị ảnh hưởng. Con đã tự hỏi rất lâu, luyện thánh kiếp đan khó nhất chỗ nào, sau đó mới biết người luyện phải lợi dụng tính chất nghịch chuyển của thiên cấm đan để luyện ra đan dược có phẩm chất cao nhất và đạt đến hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Dược lão nghe vậy rất hài lòng, gật đầu nói, đúng rồi. Thánh kiếp đan được xếp vào loại đan dược nghịch thiên, một khi nó xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến cả nhân tộc. Nhưng người nào muốn luyện ra thiên cấm đan, phải cần một sức mạnh khác người. Khi thánh hoàng còn sống, loại đan này vẫn chưa được cấu tứ rõ ràng, nên nó vẫn luôn không thành công. Dược lão ngừng lại rồi cười ha hả, nhưng trong lòng vẫn tự an ủi rằng, chuyện thánh kiếp đan là việc quan trọng, nên chúng ta đừng nói cho người ngoài ra. Bây giờ, con hãy luyện ra đan trước đi, khi thành công rồi thì ta và ngươi sẽ được nổi tiếng trong sách sử, được mọi hậu nhân tôn thờ. Ngô Bình bật cười nói, trình độ của đệ tử có hạn, cần phải nhờ sư phụ giúp đỡ mới xong. Dược lão gật đầu. Không sao hết, ta ở bên cạnh hỗ trợ, con nhất định sẽ thành công. Đan dược này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nên dược lão cực kỳ để ý. Đầu tiên, ông ta chỉ dạy Ngô Bình luyện chế mười mấy lần, khi Ngô Bình đã hoàn toàn quen với kỹ năng luyện chế, thậm chí còn đưa ra một ít ý kiến sáng tạo để cải thiện quá trình luyện đan. Sau 3 ngày trải qua nhiều lần thử nghiệm, Ngô Bình chính thức bắt đầu luyện lô thánh kiếp đan đầu tiên. Quá trình luyện chế thì cậu đã sớm nắm rõ như lòng bàn tay. Bây giờ, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng là, mượn rừng thiên cấm, để đan dược bắt đầu quá trình lột xác, cuối cùng nâng cao phẩm chất. Bước này thì cậu đã diễn luyện trong huyền thiên mộng cảnh không biết bao nhiêu lần. Hai tay cậu trưởng ra, sức mạnh cấm thiên cuồn cuộn truyền vào lò đan, từ đó tạo thành một thời không tách biệt giữa bên trong lò đan với môi trường bên ngoài. Trong không gian đó, sức mạnh huyền diệu đang run lên. Đan dược bên trong cũng bắt đầu biến đổi, quá trình không thể quá ngắn và cũng không quá dài, nếu không sẽ là tốt quá hóa lốp. Ngô Bình vô cùng chăm chú, trích ra một phần sức mạnh cấm thiên mà cậu cho rằng thích hợp. Ngay lập tức, lò đan nhanh chóng biến đổi, môi trường thay đổi cũng đẩy quá trình lột xác tới cực hạn nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Đan kiếp thánh cấp, thấy cảnh này, dược lão thở nhẹ nhõm, vui vẻ ra mặt, ông ta biết Ngô Bình đã thành công. Răng rắc. Đan dược bay lên, sấm sét đánh chúng, dược tính trong đan dược xảy ra thay đổi, tạo ra phản ứng huyền diệu rồi dần ổn định. Sau khi bị sét đánh 3 lần, ánh sáng tan đi, đan dược biến thành hoa văn màu tím huyền diệu và phức tạp rồi từ từ rơi xuống. Ngô Bình đón lấy đan dược, nhìn lại thì cảm giác nó nhẹ bẵng, bên trong có hơi thở quen thuộc, đó là sức mạnh cấm thiên. Dược lão mở to mắt, nhìn chằm chằm đan dược, cười nói, thượng phẩm. Ít nhất cũng phải là cấp bậc thượng phẩm. Ngô Bình nháy mắt, sư phụ, để con tìm người dùng thử. Dược lão nghĩ ngợi rồi nói, thứ tốt không thể để người ngoài hưởng, trong học viện có không ít hiền giả, người có tư chất tốt nhất là Thần Nguyệt. Ngô Bình, Thần Nguyệt là ai? Là một nữ anh tài, trở thành hiền vương khi còn trẻ nhưng sau thánh nhân quá khó,
người này luôn không thể đảm bảo mình thành công, mấy năm nay không ngừng gia tăng thực lực, có thánh kiếp đan này thì ta nghĩ sẽ thành công đột phá. Ngô Bình gật đầu, người như thế dùng là tốt nhất. Dược lão, ta và cha của Thần Nguyệt có vai vế tương đương, quan hệ không tệ, tí con bé tới thì con phải gọi một tiếng chị đó. Ngô Bình giật mình, sư phụ muốn con cho cô ấy sao? Dược lão, vớ vẩn, đây là ân nghĩa lớn, tất nhiên ta phải để con làm. Một lão già như ta thì cần gì chứ? Nói xong ông ta để lại Ngô Bình đang ngẩn ngơ rồi rời đi. Không tới 5 phút, bên ngoài truyền tới một âm thanh vui sướng, bác Dược có ở đây không ạ? Ngô Bình, sư phụ tôi không có đây, là chị Thần Nguyệt à? Mời vào. Người bên ngoài im lặng rồi nói, hát một cô gái xinh đẹp tiến vào. Mặt như hoa, mi như vẽ, da thịt trắng ngần, mịn màng, trong sáng như xương. Trên cằm có nốt ruồi mỹ nhân, tay ngọc thon dài, cô mặc chiếc váy dài màu đỏ, trên tóc đeo trang sức ngọc trai, vẻ ngoài yểu điệu. Thấy cô vào, Ngô Bình ngẩn ngơ, người này cũng là một trong những mỹ nhân trong mỹ nhân đồ. Cậu không ngờ người trong thập mỹ đồ lại xuất hiện ở thánh cổ đại lục. Thần Nguyệt hiển nhiên cũng đã biết thân phận của Ngô Bình, vội hành lễ, Ngô công tử. Ngô Bình cười nói, chị không cần câu nệ. Thần Nguyệt, bác Dược cho người gọi tôi tới, nói có chuyện quan trọng. Ngô Bình gật đầu, tôi được sư phụ giúp đỡ luyện ra một viên đan dược, nó có lợi cho việc thăng cấp lên thánh nhân. Sư phụ nói chị Thần Nguyệt đang cần đột phá nên muốn tôi tặng đan dược này cho chị. Thần Nguyệt cũng không biết được sự thần kỳ của đan dược nhưng nghe Ngô Bình nói vậy thì cũng vui vẻ, cảm ơn bác Dược đã nhớ tới tôi, cũng cảm ơn ý tốt của cậu. Ngô Bình lấy ra đan dược, dùng hai tay giao cho cô, chỉ có thể ăn luôn để cảm nhận hiệu quả của nó, sau đó báo cho tôi biết cảm giác thế nào. Nếu có thiếu sót, sau này tôi còn tiếp tục cải tiến. Mặt Thần Nguyệt đỏ ửng, như nhớ tới gì đó mới gật đầu, được. Cô nhận lấy đan dược, bỏ vào trong miệng. Đan dược vào bụng là biến thành năng lượng, trong bụng cô có thể một trận pháp chứa đựng thiên cấm. Cảm nhận được năng lượng kia, Thần Nguyệt chợt có cảm giác mãnh liệt là mình sắp đột phá, hơn nữa quá trình cũng khá thuận lợi, ít nhất cũng có thể thành công 90%. Cái này, cô vừa mừng vừa sợ, không kịp nói nhiều, cậu Ngô, tôi phải đi đột phá đây. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, ở đây luôn được không? Hai người tới một sơn cốc, Ngô Bình ngồi trên một đỉnh núi quan sát. Thần Nguyệt thì ngồi xếp bằng trên một cái đài bằng ngọc. Không lâu sau, trên bầu trời xuất hiện ba tia thần quang, trong tia sáng có ba màu sắc, gió đen, sét tím, lửa đỏ. Ba loại kiếp lực này đều chứa sức sát thương cực lớn. Ngọn lửa màu đỏ giáng xuống trước, nhiệt độ cực, cao, có thể thiêu toàn bộ thành tro, không gian bị đốt thủng, tạo thành lỗ đen. Tay trái Thần Nguyệt đặt trước ngực, tay phải chĩa lên trời. Một tia thần quang trải rộng trên đỉnh đầu hóa thành đóa hoa sen, tia sáng kích hoạt, bảo vệ Thần Nguyệt bên dưới. Ngọn lửa tiếp xúc với hoa sen thì biến thành khói đen rồi tan đi, trên đóa sen có thêm sức mạnh cấm thiên, nó tăng cường năng lực đối kháng với ngọn lửa lên gấp bội. Ngọn lửa kết thúc thì là hàng tỷ ngọn gió quét qua với tốc độ cực nhanh, tia sáng bên ngoài hoa sen vỡ nát. Tay Thần Nguyệt bấm quyết, bên dưới hoa sen mọc, ra rễ, đâm sâu xuống đất. Vô số khí tức trong đất tuôn ra, ngăn lại toàn bộ. Lúc này tia sét tím cũng giáng xuống, một âm thanh vang lên, khí tức đất bị đánh tan, cánh hoa sen cũng mất một nửa, hào quang ảm đạm. Ngô Bình không nhịn được mà lo lắng thay đối phương nhưng Thần Nguyệt vẫn nghiêm túc, tay ngọc lại bấm quyết, hoa sen tan đi, một sợi dây leo khổng lồ màu xanh xuất hiện rồi ngày càng dài, biến thành một con rồng màu xanh cao vạn trượng, đón đỡ tia sét màu tím. Bùm! Sau vụ nổ, con rồng bốc cháy, tiếng rồng ngâm vang lên, rồi dây leo rút đi, biến mất tăm. Trên bầu trời, kiếp vân lại không biến mất, một cái lỗ đen to xuất hiện, bên trong truyền ra âm thanh quỷ đi, đánh về phía Thần Nguyệt. Âm thanh như nguyền rủa nhưng nó còn huyền ảo, cao cấp hơn nguyên rủa, nó là một loại sức mạnh nào đó. Sức mạnh này khó mà đề phòng nhưng Thần Nguyệt đã ăn thánh kiếp đan, sức mạnh huyền diệu ngưng tụ thành một tầng phòng ngự bên ngoài thân cô, chặn lại âm thanh đáng sợ kia. Lỗ đen biến mất, một tia sáng vàng giáng xuống đỉnh đầu Thần Nguyệt. Vì ngày này, Thần Nguyệt đã chuẩn bị rất lâu, hiện cô đang chắp tay trước ngực, trên đầu có một đại trận, trong trận có 10 vạn ký hiệu không ngừng tổ hợp và biến hóa, rõ ràng đã hút ánh sáng vào đó, biến thành thánh quang ôn hòa tỏa ra. Đắm chìm trong thánh quang, cơ thể Thần Nguyệt bắt đầu xảy ra thay đổi, hơi thở thần thánh xuất hiện, bao.
phủ toàn thân cô. Chẳng biết là từ lúc nào, tia sáng biến mất, lỗ đen cũng biến mất, bầu trời khôi phục bình thường. Mà từ dòng thánh quang của thần nguyệt truyền ra âm thanh thần nguyệt đang ngân nga, cực kỳ dễ nghe. Lúc này, trong tai Ngô Bình vang lên giọng nói của Dược Lão, đây là kiếp cuối cùng của thần nguyệt, huyền nữ kiếp. Tên ngốc này, con còn chờ gì nữa mà không vào. Ngô Bình trợn mắt há mồm, cậu từ nghe về huyền nữ kiếp từ Mộc Băng Thiền, nó kích phát bản năng lẫn khát vọng trong lòng nữ tu. Hiện tại, nữ tu phải tìm một người đàn ông giúp mình vượt qua kiếp nạn này. Quá trình này sẽ làm huyết mạch của hai bên trao đổi hòa vào nhau, từ đó lấy thừa bù thiếu, tạo thành hai bên cùng có lợi. Sư phụ muốn mình ngủ người đẹp mới gặp này sao? Sau một canh giờ, ánh sáng thần thánh biến mất, thần nguyệt đã ngồi trong lòng Ngô Bình với một bộ đồ ngủ ở nhà mới. Ngô Bình không mặc áo, trạng thái giống như say rượu. Vừa rồi, cậu với vị mới đột phá lên thánh nhân tên thần nguyệt này trao đổi, giao lưu một xíu, kết quả thu hoạch rất lớn. Đương nhiên, cậu cũng bù đắp cho thần nguyệt bằng cách giúp cơ thể cô có thể củng cố thêm sau khi đạt cảnh giới thánh nhân. Thần nguyệt có chút thẹn, bởi vì Ngô Bình đến đây xem kiếp do cô cho phép. Mà cô cũng đã biết trước kết quả này. Ngô Bình cảm nhận cơ thể mềm mại của cô mà trái tim rung lên, hỏi chị ở đâu? Chúng ta đổi chỗ nói chuyện. Thần nguyệt gật nhẹ đầu, vung tay ngọc lên lập tức hai người đã biến mất. Lúc này, Dược Lão mới tháo gỡ tấm chắn. Khi mười mấy nam học sinh nhận được tin tức đuổi đến đây thì chỉ thấy quần áo xé nát vứt bỏ la liệt nằm ở hiện trường, còn người đâu? Cả đám chỉ biết tức giận đấm ngực, bỏ cuộc, ngửa mặt lên trời gào không công bằng. Sau một giờ, tại một tiểu lâu trong núi của học viện Kim Long, Ngô Bình đang nằm trên đùi thần nguyệt, ăn hạt dưa cô đã lột vỏ với gương mặt vô cùng sung sướng. Bên ngoài tiểu lâu là một mảnh rừng trúc, yên tĩnh cực kỳ, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim hót truyền đến. Hôm nay em đừng có quậy nữa, chị không tiêu hóa nổi thể chất thánh nhân đâu. Thần Nguyệt nói với vẻ ngượng ngùng. Sau khi hai người đến nơi, Ngô Bình lại hành cô một trận khiến bây giờ gân cốt cô đã mềm nhũ, uể oải không còn xíu sức lực nào. Ngô Bình duỗi người nói, sư phụ đúng là nhìn xa trông rộng ghê ấy chị, hèn gì ông ấy bảo tôi tặng đan dược cho chị. Thần Nguyệt mỉm cười nhìn nam nhân của bản thân nói, thật ra, tôi đã sắp xếp mọi chuyện từ trước rồi em trai. Nếu bác Dược không làm như thế, thì người hôm nay cũng không phải là cậu. Ngô Bình nhíu mày, nghĩ thầm chuyện thế này còn lên kế hoạch trước được sao? Lập tức, cậu vô cùng khó chịu hỏi lại, tên đó là ai? Thần Nguyệt trả lời, một vị thế tử có được huyết mạch thánh hoàng. Ngô Bình bất ngờ thốt lên, thì ra huyết mạch thánh hoàng vẫn còn tồn tại, không biết là vị thánh hoàng nào. Vậy, đó là vị thánh hoàng đầu tiên, xưng là Thường, Minh Thánh Hoàng. Thần Nguyệt trả lời, sau khi Thường Minh Thánh Hoàng biến mất, những hậu nhân của ông ta cũng có rất nhiều nhân vật tài ba, trong đó bao gồm cả hai vị chúa tể. Ngô Bình bu môi nói, dù là ai, xét lên cả vạn năm lịch sử thì đều có thể lôi ra một đống nhân vật lợi hại, vậy thì có gì xuất sắc đâu. Thần Nguyệt bật cười nói, nhưng bây giờ, tôi là đột phá trước, còn gặp cậu. Chắc tất cả mọi chuyện đều là duyên số, được sắp xếp từ trước. Đúng lúc này, giọng của Dược Lão vang lên. Phu thê mới cưới các con đừng có ở đó tình trạng ý thiếp nữa, lát nữa đây thế tử Khương Đông Hải đến biết chuyện, ta chắc thằng nhóc đó sẽ nổi điên đấy. Tuy chúng ta không sợ cậu ta, nhưng dù sao cậu ta cũng là hậu duệ của Thánh Hoàng không nên chọc vào thì hơn. Ta thấy, hai đứa ra ngoài dạo chơi mấy tháng đi, rồi về học viện cũng không sao hết. Ngô Bình lập tức đồng ý, vâng sư phụ, vậy bọn con trốn ra ngoài đây. Dứt lời, cậu đã vội vàng kéo Thần Nguyệt đi. Chẳng bao lâu sau, hai người bước qua truyền tống trận vào Tinh Nguyệt Thành. Xung quanh Tinh Nguyệt Thành có sát trận do cậu bày ra để bảo hành trì. Những ngày qua, không khí trong thành vẫn yên bình, người dân đã bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường của họ. Mà nhân viên quản lý được mọi người bầu lên cũng dốc hết sức làm tròn trách nhiệm giúp bá tánh an cư lạc nghiệp. Ngô Bình không làm phiền nhân viên quản lý. Cậu chỉ dùng thân phận thường dân đi mua một tòa nhà với Thần Nguyệt để hai người sống tạm nơi này. Tòa nhà này không quá lớn, hai người cũng không thuê người hầu. Trong tay Ngô Bình hiện giờ có ba món thánh khí, cả ba đều do chúa tể luyện chế ra. Cậu đưa một thanh thánh kiếm trong đó cho Thần Nguyệt, xem là vật đính ước giữa hai người. Trong thời gian hai người sống ở đây, thời gian rảnh rỗi Ngô Bình luyện đan, tu luyện, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi dạo quan sát dân tình. Cho tới bây giờ, cậu mới phát hiện ra công đức của mình đang tăng lên liên tục.
nguyên nhân chính là có rất nhiều người đổ xô vào. Thành và nhờ Ngô Bình, họ mới có thể sống yên bình, cho nên công đức cũng theo đó tăng vun vút. Thần Nguyệt mới thành thánh nhân, nên cần tu luyện. Thoáng chốc đã 10 ngày trôi qua, trong đoạn thời gian đó Ngô Bình đã luyện được 2 lò thánh kiếp đan. 2 lò thánh kiếp đan này có tiến bộ vượt bậc, từng viên đầu là hàng tốt nhất. Chắc chắn, luyện đến lò thứ 3 thì đan dược đã đạt đến cực phẩm. Nguyên nhân chính là do cậu càng ngày càng có thể nắm chắc một cách thuần thục để hiệu quả đan dược cũng theo đó mà tốt hơn. Cậu cảm giác nếu mình luyện thêm 2 lò nữa, thì thánh kiếp đan sẽ là tuyệt phẩm. Nhưng Ngô Bình vừa bỏ thánh kiếp đan lên quầy chưa đây 3 phút, viên đan đã bị người ta chỉ tiền đấu giá lấy mất, mà con số còn cao hơn cả 500.000 tỷ. Hôm nay, Thần Nguyệt nói cậu đến từ tiên giới, tôi cũng muốn đến nơi đó xem, sẵn tiện gặp bố mẹ cậu một lần. Ngô Bình gật đầu, được, chúng ta đến Tam Thánh Tông trước, rồi về nhà sau nhé. Trong khoảng thời gian Ngô Bình rời khỏi Tam Thánh Tông, mọi chuyện do Phương Lập quản lý. Người ngoài nhìn vào, cho rằng Tam Thánh Tông chẳng khác gì lúc trước. Ngô Bình đi đến, Phương Lập đã từ ngoài chạy vào. Cười hỏi, tôi nghe nói trong học viện có một vị thiên kiêu đột phá, thế chủ nhân biết đó là ai không? Ngô Bình chỉ Thần Nguyệt đứng bên cạnh mình, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Phương Lập nghe vậy vội vàng hành lễ, tham kiến thánh nhân. Thần Nguyệt gật đầu nói, ông là Phương Lập nhỉ, ta cũng đã nghe Ngô Bình nhắc về ông vài lần. Ngô Bình giao đan dược cho Phương Lập rồi nói, ông tự quyết định đưa đan dược này cho ai đi. Phương Lập nhận đan dược, ngắm nghía một lúc lập tức vui vẻ thốt lên, công tử thành công rồi. Ngô Bình không quan tâm, căn dặn, nếu tên đó có hỏi, ông cứ bảo đan dược này do tôi mua được, tốn mất 100 tỷ thánh thù. Phương Lập gật đầu cái rụp, rõ. Phương Lập cầm đan dược, đi thẳng đến chỗ Mã trưởng lão. Khi Mã trưởng lão nhìn thấy thánh kiếp đan lập tức sợ hãi và bất ngờ, hỏi lại với chất giọng run rẩy như không tin vào mắt mình, viên đan này chỉ là lời đồn thôi mà, làm sao luyện ra thánh kiếp đan được thế nào? Phương Lập hạ giọng nói, thật đấy, tông chủ đã tốn hơn 100 tỷ thánh thù và lấy uy tín của dược lão. Mua về đến, trên thế giới này không có nhiều viên đâu. Ta hy vọng Mã trưởng lão đừng phụ lòng kỳ vọng của tông chủ, và lại chuyện này một mình ông biết thôi, đừng có nói ra ngoài đấy. Kể cả đó là người nhà của ông đi chăng nữa. Mã trưởng lão không do dự trả lời. Cứ như thế, không bao lâu sau khi Mã trưởng lão uống viên thánh kiếp đan đã đến sau núi để độ kiếp. Đồng thời lúc đó, thánh kiếp xuất hiện mà Mã trưởng lão cũng hoàn thành độ kiếp chỉ trong mấy canh giờ. Ngay khi mây kiếp tan đi, Mã trưởng lão đi ra với cơ thể bao phủ một tầng vàng óng, gương mặt đã trẻ lên như quay về thời kỳ 20 mấy tuổi. Lúc này, thánh huy di chuyển xung quanh cơ thể, tỏ ra uy lực đè ép tám phương, người nào nhìn thấy ông ta cũng vô thức nghĩ quỳ xuống hành lễ. Nhưng Mã trưởng lão không thèm quan tâm ai hết, ông ta đi thẳng đến chỗ ở của Ngô Bình rồi quỳ gối trước cửa nói, Mã Nguyên Hóa cảm tạ tông chủ. Ngô Bình đẩy cửa bước ra, cười chứ nâng Mã Nguyên Hóa trưởng lão dậy. Nói, Mã trưởng lão đừng đa lễ, ta chúc mừng ông đã đột phá lên thánh nhân. Tam Thánh, tông của chúng ta cũng có một vị thánh nhân rồi đấy, chuyện này rất đáng mừng. Mã Nguyên Hóa cung kính nói, ta có được ngày. Hôm nay đều nhờ ơn của tông chủ, đại ơn đại đức này Mã Nguyên Hóa đến chết cũng không quên. Ngô Bình không cho là thế, nói thật ra, Mã trưởng lão à, ngày thường ta sẽ không thể nào ở trong tông môn mãi được. Hiện tại, tu vi của Phương Lập vẫn chưa khôi phục lại như cũ, nên ta mong ông có thể giúp đỡ ông ta quản lý Tam Thánh Tông. Mã Nguyên Hóa nghiêm túc khẳng định, tông chủ yên tâm, từ nay về sau những chuyện Phương trưởng lão gánh, cũng là chuyện ta phải làm, hai chúng ta sẽ hợp tác, cùng nhau làm việc. Ngô Bình nghe thế rất hài lòng, vui vẻ nói, thế tốt, ta tin Mã trưởng lão nói được làm được. Từ đó trở đi, Ngô Bình lại mở ra đại trận cấm thiên. Tu luyện 7-8 ngày tại Tam Thánh Tông. Tu luyện xong rồi, cậu dẫn Thần Nguyệt quay về Thế Tục. Tại Trung Châu ở Thế Tục, trong một mảnh ruộng trống, đột ngột xuất hiện. Một cánh cửa lớn mở ra, Ngô Bình và Thần Nguyệt nắm tay nhau cùng bước ra ngoài. Thần Nguyệt vừa bước vào tiên giới là lập tức cảm thấy pháp tức ở nơi này hoàn toàn khác với thánh cổ đại lục thiên địa. Nhưng cô không ghét, hay tránh xa quy tắc của tiên giới, thậm chí còn nhanh chóng chấp nhận và thích nghỉ với nó. Cô nhìn quanh với ánh mắt sáng rực, nói, hình như, tiên giới rất thích hợp cho thánh nhân tu luyện nhỉ. Ngô Bình gật đầu, tôi biết một người rất lợi hại,
Sau khi bước vào cấp thánh nhân lập tức bắt đầu tu luyện ở tiên giới, nhờ đó mà cấp càng ngày một tăng lên. Tôi có một bộ công pháp tên là Thái Thượng Hỗn Nguyên Đại Đạo Kinh, đúng lúc nó giúp ích cho việc tu luyện của chị. Thần Nguyệt gật đầu, tốt quá. Ngô Bình định về nhà lại bất ngờ thấy có một sự dao động của pháp thuật, truyền đến chỗ hai người đang đứng không xa, ngay sau đó là một đám tu sĩ bay qua bằng độn quang. Một người đàn áo vàng dẫn đầu đám người này với gương mặt vài phần u ám. Đúng lúc người đàn ông áo vàng kia thấy được khí chất cao quý và nhan sắc tuyệt trần của Thần Nguyệt, lập tức độn quang xuống, cười nói, cô gái xinh đẹp quá. Nhưng cô có đồng ý cùng công tử đồng giường cộng gối không? Nói trắng ra thì Ngô Bình nhất thời bị cơn giận làm ấm đầu nên có ý định ra tay, Thần Nguyệt thấy vậy đã lạnh lùng thốt lên, vả miệng. Ngay lập tức, cơ thể của người đàn ông không nghe theo kiểm soát của bản thân, bắt đầu theo lệnh của cô vả miệng chính mình. Một cái rồi đến hai cái, đánh đến mức đổ máu và cả hàm răng cũng bị bong và rớt ra. Người bên cạnh thấy thế sợ hãi, gào lên, ngôn xuất pháp. Ngôn xuất pháp là công pháp chỉ có cường giả đạo, cảnh hậu kỳ mới làm được, người này chỉ cần nói một câu đã có thể thay đổi mọi sự thật và vặn vẹo quy tắc. Có nghĩa, cô đã là cường giả đạo cảnh rồi. Người đàn ông đánh mình mười mấy bạt tai rồi. Lúc này có một cô gái trong đám người cùng theo đến đây vội vàng quỳ xuống đất van xin lỗi tiền bối, do bọn ta sai nên xin cô hãy tha cho hắn ta một con đường sống. Hắn ta là con thứ của tiên tướng của Huyền U Tiên Triều. Ngô Bình biết tiên tướng của Huyền U Tiên Triều, người này có quyền lực lớn nhất trong Huyền U Tiên Giới. Cậu cười lạnh nói, con của tiên tướng Huyền U Tiên Triều à, thân phận này đáng sợ quá á. Tuy cậu nói vậy, nhưng người đàn ông kia vẫn tiếp tục vả miệng mình đến mức mặt cũng đánh sưng thành đầu heo, đến khi cha mẹ cũng không nhận ra mới dừng lại. Giọng nói u ám và lạnh lùng của Thần Nguyệt vang lên, hôm nay ta tha cho một con đường sống, sau này tự giữ mình cho tốt. Dứt lời, hai người rời đi. Cơ thể người đàn ông kia cũng đã khôi phục lại việc kiểm soát cơ thể, nên nghiến răng nghiến lợi quát, bản công tử sẽ báo thù này. Điều tra ra thân phận hai người này cho tai. Hắn ta vừa dứt lời, ngay lập tức có một nhát chém sáng loáng kéo đến. Ánh sáng của nhát chém này không hình không bóng, đợi khi nó đến gần thì nạn nhân mới nhận ra, tuy vậy muộn rồi. Đầu của người đàn ông bay, lên không trung rồi nổ tung, chết ngay tại chỗ. Đám người còn lại thấy vậy, lập tức chạy tán loạn. Lúc này, Ngô Bình đứng đó không xa thu lại kiếm quan của mình, thờ ơ nói, dù sao kẻ này đã muốn trả thù rồi, nên cứ giết hết hắn ta đi khỏi phiền. Cậu hoàn toàn bận tâm đến cái danh con trai của tiên tướng Huyền U Tiên Triều. Thần Nguyệt cũng lờ mờ nói, hắn ta nên chết mà. Hai người quay lại Vương Phủ Giang Nam, Tiểu Tuấn lập tức nhảy khỏi mặt đất nhào vào trong lồng ngực Ngô Bình vui vẻ gọi bố. Thần Nguyệt vừa thấy Tiểu Tuấn đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp quanh người của nó, cô cười nói, con trai của cậu hả? Ngô Bình nghe thế vội vàng giải thích nguồn gốc của Tiểu Tuấn, Thần Nguyệt nghe xong lại bật cười nói, con có thể gọi ta là gì Nguyệt? Tiểu Tuấn chớp mắt gọi, dì Nguyệt. Cậu vừa về không bao lâu, Dương Ngọc Thanh đã vội vàng đến báo cáo lại tình hình hiện tại. Hơn 2 tháng gần đây, Giang Nam phát triển càng thêm thuận lợi, dân cư cũng tăng cao, kinh tế cũng đã phát triển phồn vinh hơn nữa. Một lát sau, Ngô Bình nghe xong đã không còn chịu ngồi yên, dẫn Thần Nguyệt cùng đi dạo Giang Nam. Không khí ở Giang Nam khác hoàn toàn với Thánh Cổ Đại Lục, rõ nhất là cuộc sống nơi này nhanh chóng và tiện nghi hơn nhiều. Giống như có xà phòng thơm dùng hàng ngày, chậu rửa mặt, bột giặt, vân vân, nhưng đa phần đều là những vật chất lượng hơn Thánh Cổ Đại Lục và giá cả cũng khá rẻ. Nhờ thế, sau khi cô dạo quanh một vòng quay về mới nói với Ngô Bình, sao em trai không mua sắm một ít vật dụng hàng ngày, rồi chuyển đến bán ở Thánh Cổ Đại Lục chứ? Thật ra Ngô Bình đã nghĩ đến chuyện kinh doanh này, nhưng những vật bình thường này thu lời rất ít, vậy nên cậu lười. Và lại, cậu lo mình phá giá như thế sẽ ảnh hưởng đến trật tự kinh tế ở Thánh Cổ Đại Lục. Thần Nguyệt nghe nỗi lo lắng trong lòng của Ngô Bình, cười nói. Việc này tiện lợi cho dân chúng, dù sao, cũng phải có một vài người tiêu hao tiền bạc mới được. Nhưng nói chúng, việc này cũng là công đức mà. Ngô Bình vừa nghe nhắc đến công đức thì có chút dao động, cậu nói, chuyện này thì dễ, chúng ta mua một ý đồ sứ và chất tẩy đồ dùng trước, bán xem hiệu quả không đã. Lần này Ngô Bình về đây đã ý định muốn nghỉ ngơi vài tháng trời, cậu sẽ tận dụng thời gian tu luyện. Tu vi bây giờ của cậu đã gần bằng thần thông, với lại tốc độ tìm hiểu về sức mạnh cấm thiên, vương tỏa kiếm đạo.
cũng phát triển đến chóng mặt. Thật ra ngay từ khi đến Thánh Cổ Đại Lục, cậu là liên tục tìm hiểu, vậy nên sau một tháng đã lĩnh ngộ được khoảng 30% kiếm đạo vương tọa, và học rất nhiều kỹ năng tấn công mới. Ngô Bình vừa tìm hiểu về kiếm đạo vừa tự tu luyện, nên tu vi cũng giống như việc tìm hiểu kiếm đạo cũng tiến bộ hơn. Sau mấy tháng tích lũy, cuối cùng cậu cũng ngưng tụ ra cấm kỳ pháp thai tại nhà. Kết hợp các phương pháp tu luyện của Thánh Cổ Đại Lục với tiên giới lại, lấy cái thừa bù vào cái thiếu. Cũng may Mộc, Băng Thiền có kinh nghiệm phong phú về loại này, nên đã giúp cậu tránh rất nhiều cách bỏ công uổng phí. Sau khi tu vi tăng mạnh, Ngô Bình lại tu luyện bài kiếm thứ 11 trong Trảm Đạo Thập Tam Kiếm. Một màu xám trắng hiện lên lưỡi kiếm, làm cho trật tự pháp tắc xung quanh trở nên hỗn loạn, không gian cũng theo đó mà vặn vẹo đi. Sức mạnh này chính là lực lượng hỗn loạn. Khi Ngô Bình luyện xong hỗn loạn kiếm, thì Thần Nguyệt cũng đã nhận được kết quả tốt trong tu hành. Thần Nguyệt không thẹn là cường giả thánh nhân cảnh, cô tìm hiểu quyển sách Thất Tuyệt Thiên Thư do Ngô Bình giao cho mình, rồi đã sáng tạo và ngưng tụ ra một hạt giống thiên đạo. Tương lai nếu cô đột phá lên thánh vương cảnh thì đã có thể sáng lập ra một thiên đạo mới, biến 24 thiên đạo ở nhân tộc tăng lên 25 thiên đạo rồi. Hai người ở lại nơi này một khoảng thời gian, Ngô Bình quyết định dẫn Thần Nguyệt đi dạo tiên giới một chút, vậy nên cậu dẫn cô đến Chí Tôn Kiếm Đường. Hiện tại, cậu là cung chủ của Vô Lượng Kiếm Cung, là đệ tử Huyền Quang có địa vị cực cao, có nên hai người mới đến đã có rất nhiều người đến trước mặt hành lễ, chào hỏi. Mấy ngày liền sau đó, Ngô Bình luôn bị mời đến dự tiệc, tối đến cậu lại ở Tử Long Phong. Tu sinh với tử họa đã lâu không gặp Ngô Bình, khi thấy cậu thì nhiệt tình thăm hỏi, lui tới nhiều hơn. Mộ Dung Băng với Nhan Vũ Sương cũng đến chào, hỏi, Mộ Dung Băng là người nhà Mộ Dung. Còn Nhan Vũ Sương là đệ tử của Hồng Liên Kiếm Tôn, người lớn trong nhà luôn xe duyên cho họ với Ngô Bình. Cho nên tới giờ Ngô Bình đã trở lại, đương nhiên hai người này không muốn làm lỡ cơ hội mà vội vàng chạy đến đây. Ngô Bình cũng từng nhờ Nhan Vũ Sương giúp mua một ít tài nguyên để tu hành, Nhan Vũ Sương lấy chuyện này làm chuyện quan trọng nên đã mua vô cùng nhiều. Mộ Dung Băng là cô cả của Mộ Dung gia, một gia tộc có thế lực đứng đầu trong 7 đại thế gia. Nên kiến thức và mối quan hệ của cô ta cũng vô cùng nhiều. Cô ta vừa nghe Ngô Bình muốn mua mấy món để tu luyện lập tức xung phong nhận việc, còn tình nguyện đến giúp đỡ. Tại một quán trà trên Tử Long Phong, nơi này là tầng chuyện dùng để uống trà và đối cờ với nhau. Ngô Bình dẫn mấy cô gái đến đây để cùng uống trà nói chuyện, họ nói đến một ít chuyện xảy ra gần đây ở Vạn Kiếm Tiên Giới. Lá trà do Ngô Bình cầm từ Thánh Cổ Đại Lục đến. Mà loại này cũng có bán trong cửa hàng công đức, tuy vậy giá rất đắt đỏ giống như tu sĩ thì hoàn toàn không uống nổi. Nước trà vừa vào miệng, mùi hương thơm mát của vị lập tức len lỏi trong từng kẽ răng, mãi không chịu tan đi. Mộ Dung Băng nói, trong khoảng thời gian công tử rời đi, có rất nhiều chuyện lớn xảy ra đấy. Ngô Bình khuyến khích, cô nói xem. Huyền U Tiên Triều đã phái sứ giả đến đây vài lần để tiếp xúc với các quản lý cấp cao của kiếm đường. Ngay cả mấy đại thế gia bọn ta cũng từng gặp họ rồi. Ngô Bình biết Huyền U Tiên Triều luôn có dã tâm to, lớn, thậm chí còn xung đột lớn với Thần Tự Hoàng Triều. Theo lời Mộc Thiên Hầu nói, Huyền U Tiên Triều muốn nuốt cả chân hoàng tiên giới. Mộ Dung Băng tiếp tục kể, Huyền U Tiên Triều mong kiếm đường có thể đứng về phe họ, cùng nhau đấu với Thần Tự Hoàng Triều. Sau khi mọi chuyện thành công, họ sẽ giúp đỡ kiếm đường ta nuốt trọn chân hoàng tiên giới. Ngô Bình nhíu mày, sau lưng Vô Tự Tiên Giới và Chân Hoàng Tiên Giới đều có các nhân vật lớn chấn thủ, Huyền U Tiên Triều muốn nuốt là được à? Ngô Bình bất ngờ, sợ hãi lắp bắp, hai người đó đều là cường giả hỗn độn, thế sao chết được? Mộ Dung Băng giải thích, ta nghe ngóng không cặn kẽ lắm, chỉ nghe đồn là hỗn độn giới xảy ra chuyện lớn dẫn đến rất nhiều cường giả hỗn độn rớt đài hết. Ngô Bình im lặng nghĩ gì đó rồi nói, thảo nào, Huyền U Tiên Triều muốn ra tay ngay bây giờ. Bây giờ, Vô Tự Tiên Giới và Chân Hoàng Tiên Giới đã vô chủ, chắc chắn không thể tránh được việc đấu tranh. Mộ Dung Băng gật đầu, công tử, các quản lý của kiếm đường đều quyết định bình tĩnh theo dõi mọi việc, tham gia vào cuộc hỗn chiến này, bởi vì chúng ta vẫn chưa biết rõ tình hình trong đó ra sao cả mà. Ngay khi trong lúc mọi người đang nói chuyện, Ngô Bình đột ngột cảm nhận được cái tên đứng trên kiếm bảng của mình vừa bị người ta bóp. Có người muốn khiêu chiến cậu. Cậu ngẩng ra một lúc sau đó bật cười nói, thú vị thật đấy, có kẻ đang khiêu chiến ta trước kiếm bảng kia. Mộ Dung Băng với Nhan Vũ Sương vừa nghe đã giật bắn mình.
Công tử là người đang sở hữu vương tọa kiếm đạo, mà, ai dám khiêu chiến chứ? Nhan Vũ Sương vừa nghe đã thốt lên, cô ta hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Ngô Bình lại cười nói, để xem ai khiêu chiến là biết thôi. Cậu lập tức độn quang, nhóm người nhanh chóng xuất hiện giữa không trung, đối diện với kiếm bảng. Người trong thành vạn kiếm đều đã đến trước đài vạn kiếm, mà trên đài cũng có người đứng chật nít. Tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Thiết Sơn trên kiếm bảng. Trên Thiết Sơn có một thanh niên đang khoanh tay trước ngực đứng ở đó. Một luồng nhuệ khí từ cơ thể cậu xông thẳng lên trời, khiến không gian trên đầu của cậu vặn vẹo và hình thành các khe màu đen rậm rạp. Hình ảnh này chứng minh, khí tức của cậu rất mạnh mẽ và hung dữ. Thần Nguyệt lần đầu tiên đến xem kiếm bảng, cô vừa nhìn lướt qua người đứng trên đỉnh núi rồi nói với Ngô Bình, thực lực của người này không bằng cậu, nhưng kiếm thuật của hắn ta lại khá giỏi đấy. Lúc này, Ngô Bình cũng cảm giác được vương tỏa kiếm đạo trong cơ thể đã có chút cảm ứng, chứng minh kiếm thuật của đối phương không phải dạng vừa. Nhưng mà hiện tại cậu đã tìm hiểu 30% về vương tỏa kiếm đạo, với lại cậu tu luyện vô thượng kiếm điển, nhu thủy kiếm và vô lượng kiếm kinh, cho nên kiếm đạo của Ngô Bình bây giờ đã đạt đến một cảnh giới không thể nào tưởng tượng được rồi. Đặc biệt, sau khi cậu tìm hiểu cấm thiên thần công rồi đã có thể dung nhập sức mạnh cấm thiên vào sức mạnh của kiếm. Nhờ đó tạo ra rất nhiều thay đổi huyền diệu khiến đối thủ khó lòng đoán trước và phòng bị được. Đương nhiên với cả sức mạnh cấm kỳ của cậu cũng rất mạnh mẽ, bất luận lấy cái nào trong hai cái đại cấm thần kia ra cũng đủ cho cậu đấu một trận với cường giả đạo cảnh rồi. Ngô Bình có được mấy thứ này nên rất tự tin, thế là cậu cũng chẳng cảm thấy bất cứ uy hiếp nào từ người đến khiêu chiến với mình kia. Nếu đến khiêu chiến ta lúc mới đứng đầu trên kiếm bảng, có lẽ anh sẽ có cơ hội thắng đấy. Nhưng bây giờ, anh hoàn toàn không thắng nổi ta, Ngô Bình tự tin nói. Mộ Dung Băng bật cười, đúng là kẻ không biết tự lượng sức mình, nhưng không biết thân phận đằng ấy thế nào nhớ. Đúng lúc có một người đứng bên cạnh, hắn ta cũng đến đây để hóng hớt, nghe thế vội nói, người này là thiên kiêu của Thiên Hằng Kiếm Tông, đấy. Tổ sư của Thiên Hằng Kiếm Tông từng nổi tiếng tương đương với tổ sư Vạn Kiếm. Ngô Bình thắc mắc, chắc Thiên Hằng Kiếm Tông không thuộc về Vạn Kiếm tiên giới đâu nhỉ? Người nọ giải thích tiếp, Thiên Hằng Kiếm Tông là phái xuất hiện sớm nhất tại thần nguyên tiên giới, sau đó dần phát triển lên và bước vào cả hỗn độn giới. Một năm trước họ đã tự phân ra và sáng lập môn phái riêng tại vạn kiếm tiên giới, đến giờ chẳng thấy động tĩnh gì ngoại trừ việc tuyển một đám đệ tử. Nào ngờ đây bây, giờ, nơi đó lại xuất hiện một thiên tài còn muốn đến đây. Khiêu chiến với người đứng nhất trên kiếm bảng nữa chứ. Đúng thế, một người khác nghe tám chuyện cũng chen vào. Người thông minh đều có thể nhìn ra, người này đến gây sự vì muốn vương tỏa kiếm đạo. Ngô Bình bật cười nói, ta thật không biết hắn ta cầm đến đây bảo bối gì. Dứt lời, cậu đạp lên không trung đi vào trên Thiết Sơn. Ngô Bình gật gù nói, hoan nghênh, vẫn theo quy tắc cũ, anh lấy ra một thứ. Nếu thua, thì món đó sẽ về tay ta. Từ thiên tượng dâng lên một thanh trường kiếm có lửa đỏ đang di động bên ngoài, nói, tên nó là Thiên, Viêm Kiếm. Nó nổi tiếng với nhu thủy kiếm. Ta có thể cảm nhận được, nhu thủy kiếm ở trên người của các hạ. Nếu ta thua hoặc chết, kiếm này sẽ thuộc về các hạ, còn nếu các hạ chết hoặc thua, thì nhu thủy kiếm và vương tỏa kiếm đạo sẽ thuộc về ta. Ngô Bình cười nói, được, ra tay đi. Từ thiên tượng cất thiên hỏa kiếm đi, rồi rút bội kiếm bên hông ra. Ngay lập tức có 3.000 bóng kiếm xuất hiện trên bầu trời, mỗi cái bóng đều chỉ thẳng vào Ngô Bình. Bóng kiếm này có sức sát thương vô cùng lớn, bị một cái chém chúng thôi đã giết được cường giả thần thông rồi. Huống hồ gì, cả 3.000 bóng kiếm này hô ứng nhau kết thành một kiếm trận cực kỳ lợi hại. Ngô Bình nhìn thoáng qua đã biết đối phương tu luyện kiếm pháp khá giống với kiếm pháp thiên ảnh của mình, nhưng cấp bậc lại thấp đến đáng thương. Nếu nói thiên ảnh kiếm pháp mà cậu đang tu luyện là kiếm pháp tuyệt đỉnh, thì kiếm pháp đối phương đang sử dụng chỉ là nhập môn, cái món đồ trẻ con học khi mới chập. Chứng bước vào ngành đó. Cậu cầm bạch hổ tiên kiếm, thoáng cái kiếm sáng lên rồi xuất hiện 100.000 bóng kiếm trên bầu trời. Trong những bóng kiếm này phân bố không có trật tự, nhưng mỗi một cái đều che giấu huyền cơ. Một uy áp kinh người phủ xuống, bóng kiếm của Từ Thiên Tượng lập tức run rẩy nhận lấy áp lực to lớn đó rồi không thể nào làm nổi cả việc liên kết trận nữa. Từ Thiên Tượng hơi giật mình mà hít sâu một hơi, nói lớn, vạn kiếm quy nhất. Ngay lập tức 3.000 bóng kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, chuẩn bị ào ạt kết trận. Ngô Bình chỉ tay vào và nói, phá.
100 bóng kiếm tan ra ngưng tụ thành tam chuôi cự kiếm, những cự kiếm này chia ra là màu tím là phá pháp kiếm, màu đen là thương hồn kiếm, màu vàng là thứ phong kiếm, màu đỏ là hư nhược kiếm, màu lam là tai họa kiếm, màu trắng bạc là phản kích kiếm, màu vàng đồng là trấn nhiếp kiếm, màu lam bụi là thiên độc kiếm. Cậu muốn dung nhập trảm đạo bát kiếm này vào trong thiên ảnh kiếm pháp, nhờ đó mà uy lực của thiên ảnh kiếm pháp sẽ được cường hóa đến cấp độ mạnh nhất. Tám thanh kiếm vừa xuất hiện, 3.000 bóng kiếm của Từ Thiên Tượng lập tức gãy trụi. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, rồi quỳ xuống đất với sắc mặt tái nhợt như tờ. Bấy giờ, vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng đã tràn ngập trong mắt hắn ta, trong đầu nghĩ người này mạnh đến biến thái, vượt xa cả cấp độ của mình. Người xem cuộc chiến đấu đều sợ đến ngơ ngác, thầm nghĩ người này quá biến thái, sức mạnh của người đứng đầu kiếm bảng đã vượt xa lúc trước rất nhiều, đến mức Từ Thiên Tượng không có cả cơ hội thi triển công pháp đã bị đánh bại rồi. Đáng sợ thật, tuy Từ Thiên Tượng mạnh thật, nhưng Ngô Bình vẫn chưa ra tay hắn ta đã bại rồi. Thật tò mò, sức mạnh của cậu ghê gớm đến mức nào chứ? Đúng là khó tin, tu vi đạo cảnh tam trọng như tha còn cảm giác bóng kiếm Từ Thiên Tượng uy áp đến bản thân. Ấy vậy mà một thiên kiêu mạnh mẽ như thế chẳng là gì khi đối diện với Ngô Bình. Sức mạnh chênh lệch nhau lớn đến mức làm người ta ngỡ ngàng. Sức mạnh của Ngô Bình đã không thể dùng cảnh giới của tu hành bình thường nhận xét rồi. Ta cảm thấy ngay cả cường giả đạo cảnh cũng chẳng cách nào đấu với cậu ta. Cậu ta không thẹn là người đứng đầu kiếm bảng mà, đúng là thiên kiêu đứng tại vạn kiếm tiên giới. Từ Thiên Tượng rất dứt khoát, ném thiên viêm kiếm ban nấy đến chỗ của Ngô Bình. Sau khi cầm kiếm, xác định là không nhầm, Ngô Bình cười nói, hiện tại anh có hai lựa chọn, một là bị ta giết chết. Đây chính là kết cục của người khiêu chiến cường giả kiếm bảng. Đương nhiên, nếu Thiên Hằng kiếm tông các người có thể lấy ra một số tiền để chuộc mạng thì có thể thoát chết. Một bóng xám dừng ở cách Ngô Bình không xa, là một bà lão, tóc đã hoa râm, nhưng trên mặt lại không có nếp nhăn, nhìn thoáng qua trông như Từ Thiên Tượng, hỏi Ngô Bình, Ngô công tử thật sự ghê gớm, cháu trai của ta thế mà lại không thể tiếp được một chiêu nào. Ngô công tử muốn gì, chỉ cần nói ra. Ngô Bình gật đầu, 10 tỷ kho phiếu. Thiên Hằng kiếm tông của các người ở hỗn độn giới có cả tông môn, chắc là có tư cách có được kho phiếu. Ngô Bình trở thành đệ tử huyền quang, khen thưởng mà kiếm đường cho cậu cũng chỉ có 500 triệu kho phiếu, 10 tỷ kho phiếu chắc chắn là một con số lớn. Bà lão im lặng 2 giây, nói, 10 tỷ có hơi nhiều. Cháu trai của ta tuy là thiên kiêu của Thiên Hằng kiếm tông, nhưng chỉ có thể lấy được một phần tài nguyên. Ngô công tử, có thể nương tay với nhà họ Từ Thiên Hằng ta, giảm một chút được không? Ngô Bình cũng biết rõ, bản thân muốn nhiều quá, nhà này sợ là cũng không có đủ, cậu nói, vậy thì 5 tỷ, không giảm thêm nữa. Tuy cậu không có lòng tham, nhưng cũng không thể lợi dụng đối phương. Dẫu sao, trận chiến này, nếu người thua là cậu, không chỉ bỏ đi vương tỏa kiếm đạo và nhu thủy kiếm, mà còn giống như bọn họ, dùng tiền mua mạng, đây chính là quy tắc. Bà lão cắn răng, có thể, ân tình của công tử, nhà họ Từ ở Thiên Hằng của ta sẽ ghi nhớ. Dường như bà đang nói với ai đó trong giây lát, không lâu sau đã lấy ra một cái túi giao cho Ngô Bình. Ngô Bình cầm lấy, nhìn sơ một chút, trong túi vừa có đủ 5 tỷ kho phiếu. Cậu hơi mỉm cười, cấm thần nhắm hai mắt lại, nói, anh Từ, sau này chúng ta còn gặp lại. Vẻ mặt của Từ Thiên Tượng đầy phức tạp mà nhìn Ngô Bình, gật đầu. Rồi đi theo bà lão rời khỏi kiếm bảng. Ngô Bình trở lại trên vọng kiếm đài, người xung quanh lập tức lần lượt đi lên bái kiến, hy vọng có thể nói chuyện với cậu một câu, tốt nhất là có thể làm quen được. Còn có một ít tu sĩ trẻ tuổi cầm theo thanh kiếm yêu quý của mình đi đến, hy vọng Ngô Bình có thể khắc tên mình lên kiếm của họ, làm kỷ niệm. Thật hiển nhiên, những người này đều đã trở thành người hâm mộ của Ngô Bình. Ngô công tử, có thể khắc tên cho tôi không? Một nữ tu xinh đẹp nũng nịu hỏi, đôi mắt xinh đẹp như có thể chảy nước ra. Ngô Bình cười nói, có thể. Ngô Bình cầm kiếm bằng tay trái, bảo kiếm xoẹt một tiếng ra khỏi vỏ, lộ ra trọng tài. Tay phải của cậu xuất hiện một tia kiếm quang, dùng tay thay viết, điểm vài đường, trên thân kiếm đã xuất hiện hai chữ cổ Ngô Bình, phiêu giật sắc bén, thực sự khiến thanh kiếm này có thêm một phần sát khí. Nữ tu vô cùng vui mừng, nói lời cảm tạ liên tiếp. Những người còn lại thấy Ngô Bình gần gũi bình dị như thế, lần lượt thỉnh cầu cậu ký tên. Sau đó, Ngô Bình đứng trên vọng kiếm đài, khắc tên lên binh khí cho hơn 1.000 người. Sau đó thần nguyệt không chờ nổi nữa,
vung tay ngọc lên, một lồng sức mạnh đẩy những người xung quanh ra, lúc này mới kéo Ngô Bình đi vào thành Vạn Kiếm. Tất cả bọn họ đều đến, chuẩn bị đi dạo trong thành Vạn Kiếm một chút. Thành Vạn Kiếm có không ít cửa hàng và đồ ăn ngon, đáng giá để bọn họ ghé thăm. Chỉ là Ngô Bình quá nổi danh, hôm nay lại đánh bại Từ Thiên Tượng khiêu chiến cậu một cách nhẹ nhàng, lại càng nổi danh hơn ở thành Vạn Kiếm, đi đến chỗ nào cũng đều có người nhiệt tình mời cậu. Từ ông chủ quán trọ đến ông chủ quán rượu đều hy vọng Ngô Bình có thể đến đó ngồi, dùng dịch vụ tốt nhất, lại không lấy bất kỳ phí gì. Cuối cùng Ngô Bình chọn một quán rượu nổi danh, ngồi vào chỗ ngồi tốt nhất. Cậu vừa mới ngồi xuống, Thẩm Huyền Tông lập tức đẩy cửa đi đến. Hóa ra, ông ấy đến trước Ngô Bình một bước, có cao. Thủ muốn khiêu chiến đồ đệ của mình, ba sư tôn đương nhiên không yên lòng, Thẩm Huyền Tông lập tức đi theo trước. Một khi Ngô Bình gặp phải nguy hiểm, ông ấy sẽ ra tay ứng cứu kịp thời. Trong khi nói chuyện, ông ấy nhìn về phía Thần Nguyệt, vị đạo hữu này là. Ngô Bình vội nói, sư tôn, đây là bằng hữu của con ở Thánh Cổ Đại Lục, Thần Nguyệt, là một thánh nhân. Thẩm Huyền Tông vội ôm quyền, thần đạo hữu, hạnh ngộ. Thần Nguyệt khẽ gật đầu. Thẩm Huyền Tông nói đến vấn đề chính, nói Tiểu Bình, hiện tại con quá nổi tiếng, hơn nữa tu vi cũng đã đạt đến thần thông cảnh. Cho nên mấy vi sư thương lượng, quyết định chính thức lập tông môn. Lập tông thì dễ, chiêu mộ đệ tử mới là chuyện khó, cho nên bọn ta quyết định giao chuyện chiêu mộ đệ tử cho con làm. Ngô Bình ngơ ngác, giao cho con. Thẩm Huyền Tông, Tiểu Bình, con là đệ nhất kiếm bảng, sở hữu kiếm đạo vương tọa, lại còn là đệ tử huyền quang của Chí Tôn Kiếm Đường. Hơn nữa, con vừa mới đánh bại Từ Thiên Tượng, bây giờ con vô cùng nổi bật, để con ra mặt nhận người không có gì tốt hơn. Ngô Bình gãi gãi đầu, vậy tuyển chọn như thế nào? Thẩm Huyền Tông, đơn giản thôi. Ngày mai con ở trong thành Vạn Kiếm, công khai chiêu mộ sư đệ. Con chính là đại sư huynh của đệ nhất kiếm tông, cho dù có ai muốn vào, cũng phải qua khảo hạch của con. Ngô Bình cười khổ, cậu biết sư tôn giao cho cậu một vấn đề lớn. Nghĩ một lát, cậu nói, sư tôn, đệ nhất kiếm tông và tông phái khác có gì khác nhau sao? Thẩm Huyền Tông, đương nhiên là có khác nhau. Đệ nhất kiếm tông, có vô thượng kiếm điển, còn có con, chủ nhân vương tỏa kiếm đạ ơ. Ngô Bình nghĩ một lát, chỉ là nhiêu đây vẫn còn chưa đủ, không bằng là thêm một điều kiện nữa. 100 đệ tử báo danh đầu tiên của đệ nhất kiếm tông mỗi người được thường 10 triệu kho phiếu và một viên thiên kiêu đan tuyệt phẩm. Thẩm Huyền Tông lắp bắp kinh hãi, 10 triệu kho. Phiếu thì dễ, nhưng nhiều thiên kiêu đan như thế thì đi đâu mà có. Ngô Bình cười nói, đương nhiên là con luyện chế ra. Còn có thể thêm một cái nữa, nếu tu vi sắp đột phá đến đạo cảnh, có thể có thêm một viên đạo kiếp đan. Ở Thánh Cổ Đại Lục có một loại thánh kiếp đan, hiệu quả tương tự như đạo kiếp đan ở tiên giới, đều có thể trợ giúp tu sĩ bình an vượt qua đại kiếp nạn. Chỉ là, so với thánh kiếp đan, thì đạo kiếp đan lại vô cùng khó để luyện chế, cho dù có luyện ra được, thì cũng khó có được viên đan có phẩm chất cao. Bởi vậy từ xưa đến nay, người có thể luyện chế đạo kiếp đan cũng chưa đến 20 người. Mà đạo kiếp đan truyền lại cho đời sau đa số là trung phẩm và trung hạ phẩm. Thẩm Huyền Tông cười ha ha, điều kiện tốt như thế, cho dù là ta, cũng sẽ động lòng. Sau khi thương lượng xong, bọn họ lập tức bắt tay chuẩn bị. Đầu tiên là Thẩm Huyền Tông ra mặt, mua một khoảng trang viên ở thành Vạn Kiếm. Nơi này vốn là một tiêu cục, bây giờ sửa lại làm chỗ chiêu sinh, vô cùng thích hợp. Ở lối vào của trang viên, có một khoảng trống và một cái đài cao. Ngô Bình dựng lên một tấm biển, nói đệ nhất kiếm tông tuyển đệ tử, điều kiện khắc nghiệt. Thế nhưng, một khi vượt qua, có thể trở thành đệ tử của đệ. Nhất kiếm tông, là có thể được 10 triệu kho phiếu, cùng với một viên thiên kiêu đan. Ngoài ra, nếu sau này đột phá được đạo cảnh, còn có thể có được một viên đạo kiếp đan. Điều kiện đệ nhất kiếm tông đưa ra, đối với đại đa số tu sĩ đều có lực hấp dẫn cực lớn. Thành Vạn Kiếm vốn dĩ là nơi tụ hội của tu sĩ từ khắp nơi, rất nhanh đã có hơn 100 người đến thử, hy vọng có thể gia nhập đệ nhất kiếm tông. Thẩm Huyền Tông đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, bố trí 3 tầng sàng lọc, trên cơ bản có thể vượt qua 3 tầng này, tư chất sẽ không kém, đều có cơ hội đạt tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ. Sau đó không lâu, có hơn 100 người đăng ký, bắt đầu tham gia bài kiểm tra. Những người này có tư chất không tồi. Nhưng cuối cùng chỉ có 37 người đi vào tầng thứ 2. Chờ đến khi 3 tầng đều xong, chỉ còn có 5 người, bọn họ lại tiến hành bài kiểm tra nhập môn cuối cùng.
Rất nhanh, nhóm người thứ hai lại đến, tiếp tục sàng lọc. Ngoài ra, Ngô Bình cũng giữ rất nhiều pháp khí, bùa chú nên cậu lấy ra một ít phân phát cho các sư đệ hết. Tiêu chuẩn tuyển nhận người của đệ nhất kiếm tông rất cao, tiêu chuẩn này còn cao hơn cả tiêu chuẩn gia nhập vào Chí Tôn kiếm đường nữa. Ngày hôm sau, tin tức lan nhanh hơn gió. Nhờ đó, mà có rất nhiều tu sĩ thiên tài nghe được, vội vàng chạy đến thành Vạn Kiếm. Cứ như thế liên tục 3 ngày, Ngô Bình chiêu mộ được tổng cộng 129 đệ tử. Trong 3 ngày này, ban ngày Ngô Bình vội vàng chiêu mộ đệ tử, buổi tối dồn hết sức lực để luyện đan. Sau 3 ngày chiêu mộ, Ngô Bình lập tức dẫn những đệ tử này vào sơn môn của Nhất Kiếm Tông. Sau mấy tháng chuẩn bị, đệ Nhất Kiếm Tông đã được xây dựng xong. Trong thập vạn đại sơn của Vạn Kiếm tiên giới có linh khí đồi rào, khung cảnh vô cùng xinh đẹp, là một nơi bảo địa hiếm có. Do tiếng tăm tốt đã lan truyền ra ngoài nên đoàn người vừa mới đến là đã có người tới tìm, mong có thể gia nhập vào đệ Nhất Kiếm Tông. Những chuyện còn lại để cho các trưởng lão có chuyên môn phụ trách, còn việc Ngô Bình cần làm trước. Mắt là thông qua thánh môn đưa nhóm người đến thánh cổ đại lục, rồi hướng dẫn họ hoàn thành việc. Thánh xúc. Đương nhiên đám người này không biết họ sẽ đến thánh cổ đại lục, họ chỉ biết mình vào một động thiên. Ngược lại khi đến nơi, Ngô Bình lại bắt đầu giúp đỡ họ mở ra thánh xúc. Những người này được cậu giúp đỡ đã khai mở ra được tử mạch của mình gần hết, còn vài người thì mở ra huyền mạch. Sau khi họ mở ra những mạch này, nó sẽ rất có ích cho việc tu luyện trong tương lai. Ngô Bình vào đệ Nhất Kiếm Tông ngày thứ 3 đã lập tức luyện ra 300 viên thiên kiêu đan, mà đệ tử bấy giờ cũng đúng 300 người. Những đệ tử này nhờ dùng thiên kiêu đan và thánh xúc mở ra đạo mạch, cũng tăng tư chất lên rất nhiều. Nhưng chưa đến 2 ngày sau, Thái Hoàng giáo tại Chân Hoàng tiên giới bên kia truyền ra một tin tức rằng đại quân của Huyền U tiên triều đã xâm lược vào Chân Hoàng tiên giới. Bây giờ, họ đã chiếm địa bàn của Thái Hoàng giáo. Thái Hoàng giáo liên kết với rất nhiều môn phái để thành lập ra một liên minh chống địch, từ đó bắt đầu chém giết với đại quân của Huyền U tiên triều. Nhưng đại quân Huyền U tiên triều đã là một đội quân thống nhất, hoàn chỉnh nên có ưu thế bẩm sinh so với một đội quân mới lập mà rời rạc kia. Vậy nên Thái Hoàng giáo bên này bị ăn hành khá nhiều, rất nhiều đệ tử chết trận mà đại quân tinh nhuệ của Huyền U tiên triều vẫn còn cồn cuộn tiến lên không ngừng. Thẩm Huyền Tông nghe tin tức, lập tức cử Ngô Bình đến xem tình hình. Nếu bên đó thật sự muốn chỉ viện, thì đệ Nhất Kiếm Tông sẽ đến giúp đỡ Thái Hoàng giáo để dốc hết sức đón địch. Chuyện này phải nói thêm là dù sao Ngô Bình cũng là đệ tử hạch tâm của Thái Hoàng giáo, tuy hiện tại trọng tâm của cậu không ở Thái Hoàng giáo nhưng không thể vứt bỏ mối quan hệ này được. Hiện giờ Thái Hoàng giáo gặp chuyện phiền phức, đương nhiên cậu không thể mặc kệ ngồi nhìn được. Cậu bảo Mộ Dung Băng và Nhan Vũ Xương về Chí Tôn kiếm đường trước, còn cậu dẫn Thần Nguyệt đến Chân Hoàng tiên giới. Trước sơn môn của Thái Hoàng giáo, có rất nhiều đệ tử của Thái Hoàng giáo đáp trước xuống trước sơn môn, trên người bọn họ ít nhiều gì đều bị thương. Có người bị mù mắt, có người bị chặt đứt tay chân, có người chỉ còn được người khác cõng về. Những người không bị thương đều đã kiệt quệ sức mạnh, tổn thương không thể chiến đấu tiếp. Lúc này một tia sáng rơi xuống, không ai khác là Thần Nguyệt và Ngô Bình. Hai người nhìn hoàn cảnh thê thảm của Thái Hoàng giáo, cũng hơi nhíu mày. Có một đệ tử mắt sắc thấy Ngô Bình, vui mừng đến mức mắt sáng rực lên, vội vàng gọi, sư huynh. Ngô Bình gật đầu hỏi ngay, tình hình chiến trận ngoài kia thế nào rồi? Đệ tử này nói, đại quân Huyền U tên là Liệt Hỏa Quân đã luyện ra 100.000 đạo binh. Những đạo binh này có thể ngưng tụ thành đại trận viêm long đốt cháy. Mọi vật, bọn đệ đã có rất nhiều người bị thiêu chết, hoàn toàn không có cách nào đến gần đám giặc đó. Chẳng lẽ không có cách nào sao, Ngô Bình nhíu mày. Đệ tử này đã mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng Ngô Bình bảo cậu ta dẫn đường thì lập tức đi ngay. Ba người nhanh chóng bay vút đi, rất nhanh đã đến chiến trường. Cậu có thể nhìn thấy một con rồng lửa khổng lồ từ ở đằng xa. Con rồng này cao 10.000 trượng đang bơi lội giữa không trung, ngọn lửa nóng khủng khiếp bốc lên cả trời đất làm mọi vật xung quanh nó đều hóa thành đất khô cằn. Dưới con rồng khổng lồ có 100 đạo binh đang điều khiển nó, bọn đó liên tục đẩy mạnh nó về phía trước. Ở một nơi xa khác, Thái Hoàng giáo và mấy trăm nghìn tu sĩ của các tông phái khác liên tục phong ra pháp bảo, bùa chú, thần thông, có khí tức năm ánh sáng bảy sắc cầu vồng nhắm vào con rồng lửa. Đáng tiếc! Những thứ này gây rất ít vết thương cho con rồng lửa kia. Ngô Bình tìm được giáo chủ Thái Hoàng giáo, lập tức hạ xuống trước mặt ông ta.
Vẻ mặt của Thái Hoàng giáo đã bị sự mệt mỏi che phủ, ông ta vừa thấy Ngô Bình đã gật đầu hỏi, sư tôn của con đến rồi à Ngô Bình? Ngô Bình nói, sư tôn cử con đến xem xét tình hình ra sao. Giáo chủ Thái Hoàng giáo nói, đại trận đạo binh của quân Huyền U rất ghê gớm, ta đã dốc toàn lực đánh nhưng chỉ có thể đánh lui. Ngô Bình nói, con vừa kiểm tra phát hiện, bên đạo binh của kẻ địch toàn là tu sĩ thần thông và bí cảnh rồi. Họ tu luyện cùng một loại công pháp, sử dụng thần thông giống nhau mới có thể kết thành đại trận. Cách làm này không có gì mới, nhưng ít người làm, sức mạnh lại rất đáng gờm. Đúng vậy, đối phương cứ tiếp tục đẩy mạnh như thế thì chẳng bao lâu nữa sẽ chém giết đến trước sơn môn Thái Hoàng giáo của chúng ta mất. Giáo chủ Thái Hoàng giáo vô cùng sầu lo nói. Lúc này đột nhiên Thần Nguyệt lên tiếng, tu sĩ thánh nhân cảnh ở thánh cổ đại lục có thể kiểm soát được thánh binh với đạo binh là cùng một loại. Nhưng sức mạnh của thánh binh lại mạnh hơn, cách kiểm soát cũng càng linh hoạt hơn. Ngô Bình nghe thế vui mừng, mắt sáng rực nói, chỉ có thể điều khiển được thánh binh à. Thần Nguyệt gật đầu, chuyện này rất dễ, chỉ cần tu vi đạt nguyên anh là đã có thể kiểm soát chúng rồi, chứ không cần tu luyện mấy công pháp giống nhau. Ngô Bình xoay sang hỏi giáo chủ Thái Hoàng giáo, bên chúng ta có bao nhiêu tu sĩ thần thông vậy giáo chủ? Với lại có bao nhiêu tu sĩ đạo cảnh? Giáo chủ Thái Hoàng giáo nói, bây giờ có thể sử dụng 36.000 tu sĩ thần thông cảnh, tu sĩ đạo cảnh thì có được 100 người thôi. Ngô Bình lại xoay sang Thần Nguyệt, chỉ có thể kiểm soát được bao nhiêu thánh binh, điều khiển họ cần thời gian lâu không? Thần Nguyệt trả lời, ta chỉ thao túng được 5,60 người thôi, còn chuyện điều khiển rất dễ, chỉ cần 2 canh giờ đã đủ. Và lại, không mất quá nhiều thể lực. Ngô Bình vui mừng nói, vậy chúng ta bày ra một đại trận đi chị, để đám giặc kia nhìn thấy sự ghê gớm của chúng ta. Thần Nguyệt lại nói, nhưng nơi này không thích hợp, cho ta tạo sát trận. Ngô Bình nói, chuyện này thì dễ, tiên thiên bát quái đồ của ta có thể tạo ra một tiên thiên bát quái trận. Bây giờ, tôi dạy chị. Cậu lập tức lấy truyền bát quái sát trận cho Thần Nguyệt. Thần Nguyệt là thánh nhân, nên có sức lĩnh ngộ siêu việt, rất nhanh cô đã hiểu rõ được tinh túy trong trận này. Sau lưng là một mảnh đất trống trải, đã có hơn 30.000 tu sĩ cảnh giới thần thông và 128 tu sĩ đạo cảnh được giáo chủ Thái Hoàng giáo triệu hồi tới. Họ lần lượt đi tới trước Thần Nguyệt, cô vươn ngón tay ngọc ra nhẹ nhàng rót từng sợi thánh lực vào cơ thể họ rồi hình thành một ấn ký. Ấn ký này có thể quản lý sức mạnh của mọi người rồi tụ hội lại, kết hợp thành bát quái sát trận. Sau 2 canh giờ, Viêm Long đại trận bằng đạo binh của đối phương đã đến gần 100 dặm. Khoảng cách họ đã cách đám người Ngô Bình, chưa đầy 10 dặm. Mà lúc này thánh binh của Thần Nguyệt cũng hoàn thành, 128 tu sĩ đạo cảnh của Thái Hoàng giáo tập trung giữa. 32 tu sĩ thần thông đứng bên ngoài kết thành bát quái sát trận. Lúc này, mọi người đứng thành một hình bát quái xung quanh Thần Nguyệt, bên trong là vài vòng tu sĩ đạo cảnh, bên ngoài là lớp của tu sĩ thần thông, tổng cộng 15 vòng người. Thần Nguyệt đứng ở chính giữa điều khiển, cô cầm Thánh Vương bảo kiếm, khí tức bốc lên xung quanh cơ thể cô mạnh mẽ. Những thứ này đều là pháp bảo do Chúa Tể tặng, cũng là thứ quan trọng nhất trong sát trận. Bảo kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh lóa cả mắt. Đồng thời trên đỉnh đầu mọi người cũng xuất hiện một ảo ảnh bát quái thật lớn với đường kính 30.000 trượng. Bát quái sát trận này cần có sát thần chấn giữ bên trong, người này phải ra tay sát phạt một cách mạnh mẽ và tàn bạo nhất. Ngô Bình biết thế đã bay lên, đứng giữa bát quái. Lúc này, trông Ngô Bình thật sự giống như một sát thần, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tay phải giơ bạch hổ tiên kiếm lên, xung quanh lập tức hiện lên 10 cây cự kiếm. Cậu muốn thi triển thập kiếm trọng sơn. Giết chết rồng lửa đối diện. Âm ầm, hư không chấn động, 10 thanh kiếm lao lên cùng lúc, dưới sự hỗ trợ của bát quái sát trận, một đường kiếm này của Ngô Bình có uy lực không thể tưởng tượng được. Cậu vung tay lên, một đường kiếm quang rực rỡ chém xuống, không gian vặn vẹo, thời gian nghịch chuyển, kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Một đường kiếm quang vàng kim lóe lên, rồng lửa khổng lồ kia đột nhiên im lặng, sau đó phát ra một tiếng hét thảm thiết, hóa thành hàng nghìn tia pháo hoa. Lần lượt rơi xuống. 100.000 đạo binh chịu phản phệ, 9 phần thì hộc máu, còn gần 1 phần còn lại thì chết bất đắc kỳ tử. Tử thương vô cùng thể thảm, nghiêm trọng. Chủ trận là một người cường giả mới vào được một nửa của hỗn độn cảnh, ông ta phun ra một ngụm máu giả, lạnh lùng nói, rút. Trong lúc nhất thời, đám người này lập tức rút lui ra sau. Ngô Bình không truy đuổi, chỉ là thờ ơ nhìn bọn họ.
Giáo chủ Thái Hoàng cười to ha ha, ông ta bay lên không trung, lớn tiếng, Ngô Bình. Đại doanh của đối phương ở phía trước, chúng ta qua đó giết bọn họ. Ngô Bình gật đầu, vung tay lên, bát quái sát trận nhanh chóng di chuyển lên phía trước. Cách nơi này 3.000 dặm, có một doanh trại, tin tức đại trận rồng lửa bị phá, đã lan đến đây, ở trong lều lớn có một người chỉ huy, là một vị tướng quân trung niên, người này là một thượng tướng của Huyền U Tiên Triều, tên Trương Hiện Long. Nghe được báo cáo của thuộc hạ, đại trận rồng lửa kiên cố không thể phá vỡ được thế mà lại bị phá, ông ta lập tức trở nên nghiêm túc, ánh mắt đảo qua các chư tướng dưới trướng, hỏi các người có ý kiến gì không? Một lão tướng nói, đại soái, đại trận rồng lửa kia, ngay cả giáo chủ Thái Hoàng cũng không có cách nào. Đối phó, bây giờ đột nhiên bị phá, chắc hẳn đối phương đã mời đến cao thủ tuyệt đỉnh. Hoặc là, có được một đại trận cùng loại. Một vị tướng quân khác nói, đại soái, cho dù là bất kỳ nguyên nhân gì, chúng ta đều đã gặp phải kình địch, trước tiên tạm lui một lúc, tìm cách phá giải trận này. Trong lúc nhóm người này đang thương nghị, bỗng nhiên đại doanh rung chuyển, một lồng áp lực kinh thiên rơi xuống. Thượng tướng Trương Hiện Long tối sầm, ông ta đi ra lầu lớn, lập tức nhìn đến bát quái đồ cực lớn đang xuất hiện ở bên trên bầu trời phía đông, ở giữa đó có một người đàn ông đang đứng, khí thế như thiên. Sắc mặt Trương Hiện Long vô cùng khó coi, ông ta quát, mở đại trận hộ quân. Đại trận hộ quân này, được tạo thành từ 360.000 đạo binh, uy lực mạnh mẽ. Thế nhưng, nó chỉ có tác dụng phòng ngự, cũng không thể tấn công. Lúc Thái Hoàng giáo giết đến, ông ta mới phải mở trận này. 360.000 đại binh vào chỗ, đại địa chấn động, một con rắn 9 đầu khổng lồ xuất hiện. Con rắn này to lớn hơn núi, dài 37.000 trượng. Nó bao vây lấy doanh trại, chính cái đầu khủng bố nhìn về phía không trung. Bát quái sát trận xuất hiện ở trên đầu của rắn 9 đầu, nhìn thấy con rắn này, Ngô Bình nở nụ cười, nói, con rắn nhỏ thế này, sao có thể địch lại được bát quái sát trận của ta? Cửu kiếm phát động, chảm cho ta. L. Bạch hổ tiên kiếm vung lên, 10 cây cự kiếm đồng loạt xuất hiện, 9 cây kiếm rơi xuống, cắt lấy từng cái đầu rắn một. 9 cái đầu rắn lần lượt nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp chú ý đến thì 36.000 đạo. Binh đã nổ tan xác, máu chảy thành sống. Lúc này, bát quái bàn nghịch chuyển, những cái xác bị nổ tan kia biến thành tỉnh huyết bị hút vào bát quái bàn, bởi vì lực hút quá mạnh, mà huyết phụ tạo thành một con huyết long. Bát quái luân chuyển 3 lần, mấy vạn sinh mệnh lực thuần khiết xuyên qua thần nguyệt, chuyển đến mấy vạn thánh binh, tẩm bổ thân thể. Ngô Bình ở trung tâm của bát quái sát trận, đương nhiên là hấp thu được nhiều nhất. Số sinh mệnh lực này, có một phần đã đến trong người của cậu. Mọi người giống như được tiêm máu gà, bát quái sát trận điên cuồng di chuyển, uy lực đã tăng lên gấp đôi. Giáo chủ Thái Hoàng xuất hiện, ông ta nhìn Trương Hiện Long, lạnh lùng nói, Trương tướng quân, bát quái sát trận của Thái Hoàng giáo của ta như thế nào? Ông còn bao nhiêu đạo binh, lấy ra hết đi. Trương Hiện Long hít vào một hơi, ôm quyền nói, giáo chủ Thái Hoàng, ta nghĩ mọi người không cần phải đánh đến chết. Chỉ cần Thái Hoàng giáo chịu hợp tác, Huyền U Tiên Triều ta nhất định sẽ không bạc đi. Giáo chủ Thái Hoàng cười lạnh, lúc trước còn muốn tiêu diệt Thái Hoàng giáo của ta, bây giờ đánh không lại thì muốn hợp tác với giáo của ta. Ông cảm thấy ta sẽ đồng ý. Sắc mặt Trương Hiện Long tối sầm, nói, bên trong Huyền U Tiên Triều vượt xa những gì các người đã thấy. Thái Hoàng giáo nếu khăng khăng muốn đối kháng với Huyền U Tiên Triều, thì cuối cùng các người đều sẽ diệt vong. Giáo chủ Thái Hoàng cười lạnh, nói Trương Hiện Long. Bây giờ tôi sẽ diệt trăm vạn đại quân này của ông. Trương Hiện Long cười lạnh một tiếng, tuy lần này ta bại, nhưng lần sau người của bọn ta sẽ mạnh hơn. Các người chờ bị diệt vong đi. Nói xong, ông ta vung tay lên, cả đại doanh đều sáng lên, sau đó trong nháy mắt, cả doanh trướng và trăm vạn đại quân đều biến mất không dấu vết. Đối phương không biết đã dùng thủ đoạn gì, thế mà lại có thể đưa mọi người đi trong nháy mắt. Quân Huyền U rút lui, mọi người đều thở dài một hơi. Nếu trước đó Ngô Bình không đến, Thái Hoàng giáo chỉ sợ đã đối mặt với chuyện sinh tử. Giáo chủ Thái Hoàng mời Ngô Bình ở lại Thái Hoành giáo để ăn mừng chiến thắng, nhưng Ngô Bình lại từ chối, cậu còn có chuyện khác cần phải hoàn thành. Lúc trước cậu thi triển Tam Hoàng Tê Lâm đã cảm ứng được, ở tiên giới Chân Hoàng đã có một số nơi có vật mạnh mẽ nào đó thức tỉnh. Lần này đến tiên giới Chân Hoàng, cậu chuẩn bị đi điều tra xem. Nhìn xem mấy thứ kia trông như thế nào. Trước đây,
cậu cảm ứng được ở ba chỗ, có thứ mạnh mẽ nào đó thức tỉnh. Chỗ thứ nhất, ở trong một cái hồ rất lớn. Ngô Bình và Thần Nguyệt đứng ở phía trên mặt hồ, lại không thể cảm nhận được luồng khí tức kia. Ngô Bình lập tức thi triển Tam Hoàng Tề Lâm một lần nữa, bên trên hồ xuất hiện bóng dáng của ba vị cổ hoàng. Lát sau, hồ nước cuồn cuộn sóng, một luồng khí tức khủng bố phóng ra, ngay cả thánh nhân như Thần Nguyệt cũng hơi thay đổi sắc mặt. Em trai, thứ trong hồ này vô cùng mạnh mẽ, nhất định là một thứ kỳ quái. Mèo đen đã lâu rồi không xuất hiện, vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở trên vai Ngô Bình, nó meo một tiếng, nói công tử, thứ quỷ dị trong hồ còn mạnh hơn cả Tiểu Tuấn. Tiểu Tuấn được sinh ra từ một quả trứng vàng, lúc ấy đã có được thất trọng cấm, nhưng thứ trong hồ hiển nhiên là còn mạnh hơn một chút. Ngô Bình nhíu mày, ở đây sao lại có thứ mạnh mẽ như thế tồn tại? Mèo đen, công tử yên tâm, vật ấy bị trấn áp ở đây, không gây ra sóng to được, chúng ta đi nhìn thử xem. Móng vuốt mèo vung lên, hồ nước tự động tách ra, ở bên dưới lộ ra một cung điện màu đen. Hai người một mèo dừng ở phía trước cung điện, cửa lớn của điện đóng chặt. Ngô Bình nhìn phù điêu trên cửa, trong lòng chợt động, lẩm bẩm, đây là đồ án ký lục của Thái Thượng Hoàng Thiên Kinh. Mèo đen, nếu như thế, hẳn là công tử có thể mở được cửa điện này. Ngô Bình duỗi tay ấn ở phía trên cửa điện, khởi công pháp Thái Thượng Hoàng Thiên Kinh. Lập tức, cậu cảm giác được trên cửa truyền ra một luồng khí tức quen thuộc, dung hợp với sức mạnh của cậu. Cao kẹt, cửa lớn dày nặng màu đen từ từ mở ra, một luồng khói đen trào ra, tràn ngập sức mạnh quỷ dị. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu mọi người. Cuối cùng cũng có người mở ra cánh cửa này, cậu chính là truyền nhân của Nghệ Hoàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 214.